Vĩ mô ủng hộ. Mặt bằng lãi suất hiện tại ở mức cực kỳ thấp, thấp hơn trước thời kỳ Covid. Niềm tin dần quay trở lại. Sau những cái sụt giảm như thế này của thị trường thì sẽ tạo ra cơ hội cho những người vẫn còn tham gia thị trường. Hành động để tạo ra cơ hội. Nhà đầu tư chúng ta có thể canh mua dần cho nhịp tăng giá, nhịp hồi phục của thị trường vào đầu năm tiếp theo. Chờ đợi đà tăng trở lại của thị trường chứng khoán. Tôi kỳ vọng cuối năm thị trường sẽ tích cực hơn. Như chúng ta đã biết, thị trường chứng khoán là thị trường của kỳ vọng và niềm tin. Dù thị trường tăng hay giảm vẫn đều xuất hiện cơ hội cho nhà đầu tư. Đặc biệt, nhìn về thời điểm cuối năm, nhiều nhà đầu tư cũng như các chuyên gia chứng khoán đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng vào thị trường. Tại sao lại có điều đó? Nhóm ngành nào sẽ là điểm sáng và mở ra cơ hội cho nhà đầu tư? Cần lưu ý gì khi đầu tư cổ phiếu để có thể vừa an toàn, vừa gia tăng lợi nhuận? Tất cả những nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Sàn Chứng khoán Info ngày hôm nay với chủ đề Kỳ vọng cuối năm. Ở thời điểm hiện tại thì phần lớn vẫn đang ở sắc màu vàng. Tuy nhiên, đã có một số những cái nhóm ngành lớn của chúng ta bắt đầu có những cái sự phân hóa nhẹ. Ví dụ như là nhóm bất động sản thì len lỏi giữa những cái sắc màu vàng thì chúng ta đã bắt đầu nhìn đến những cái sắc đỏ nhiều hơn một chút, như là CEO giảm nhẹ, PDR giảm nhẹ, HAG giảm nhẹ và một số cổ phiếu khác như BIG thì giảm mạnh hơn một chút là giảm 4,72%. Nhóm dịch vụ tài chính ngoài EVF tăng 2,19% ra, chúng ta vẫn đang chưa thấy có những cái dấu hiệu tăng giảm quá rõ rệt. Nhóm xây dựng và vật liệu cũng là một cái trong những cái nhóm mà đã và đang chiếm cái giá trị giao dịch khá là lớn trong bản đồ nhiệt của chúng ta, với các cái mã là VC3, VC3 thì tăng 1,27%, MST tăng 6,12%. Đặc biệt ở đây thì chúng ta đang nhìn thấy đó chính là cổ phiếu của nhóm hàng hóa và dịch vụ thì HHV đang có vẻ như là có những cái bước tăng khá là hấp dẫn đối với thị trường. Vâng, thì đó là những cái thông tin tổng quan mà chúng ta cũng nhìn qua sau phiên ATO. Về cơ bản là cũng đang chưa có những cái điều yếu tố quá là nổi bật, đúng không thưa anh? Anh Phúc, anh có đánh giá như thế nào về phiên ATO này? Vâng, thì tôi cũng cho rằng là cái điều này thì diễn ra cũng khá bình thường trong những cái giai đoạn mà thị trường chứng khoán chưa rõ cái xu thế. Đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân của chúng ta thì nghe ngóng rất nhiều về cái xu hướng của dòng tiền cũng như là các cái chỉ báo kỹ thuật. Thì do đó là với những cái giai đoạn mà tâm lý của bà con thứ nhất là chưa thực sự là an tâm này. Là thứ nhất sau những cái thông tin khá là bất lợi như Vạn Thịnh Phát rồi vân vân. Rồi tiếp theo nữa đó chính là cái việc là dòng tiền của khối ngoại hiện nay thì cũng chưa có dấu hiệu là ổn định, thì cũng có xen lẫn những cái phiên gọi là bán dòng mua dòng. Thế bởi vậy cho nên là nhà đầu tư hiện nay về cơ bản tâm lý vẫn cái giữ ở cái trạng thái là thận trọng và sẵn sàng chờ. Tuy rằng là thị trường chứng khoán thanh khoản và giao dịch có vẻ như là khá là trầm như vậy, nhưng mà chỉ cần có những cái dấu hiệu rõ ràng một chút thì tôi lại nhận thấy rằng là họ sẵn sàng có thể là giải ngân hay là bung tiền vào rất là nhanh. Đó, thì thị trường chứng khoán giai đoạn này thì lại rất là phù hợp với những cái nhà đầu tư mà có thể mua tích lũy lâu dài được. Còn đối với những nhà đầu tư mà theo cái chỉ báo nhanh thì họ cần phải chờ thêm thời gian để khi mà rõ ràng thì lúc ấy mới nên tham gia. Có vẻ như là khối ngoại cũng đang làm rất là đúng như những gì anh Phục đã chia sẻ, khi mà hai phiên gần đây thì chúng ta đang thấy là khối ngoại đã quay trở lại mua dòng sau một cái quãng thời gian rất là dài là khối ngoại đã bán dòng, và giá trị mua dòng của ngày 24 là 396 tỷ, ngày 27 ngày hôm qua là 43 tỷ, và tập trung chủ yếu ở mã cổ phiếu ngành thép đó chính là HPG với giá trị là hơn 71 tỷ đồng này, PVD nhóm ngành dầu khí 33 tỷ đồng, VPBank 32,76 tỷ đồng. Và nếu mà chúng ta nói về nhóm vật liệu xây dựng thì anh Phục ạ, anh có ưu tiên, nếu mà đang nói về tích lũy thì nhà đầu tư nên ưu tiên tích lũy của những cái nhóm, những cổ phiếu nào hoặc những cái nhóm ngành nhỏ nào bên trong nhóm này? Vâng, trong cái nhóm vật liệu xây dựng thì thực sự là tôi cũng do là chúng tôi thì đầu tư cũng như là tư vấn rất là nhiều khách hàng, bởi vậy cho nên là chúng tôi cũng quan tâm đến vấn đề gọi là cái size của cái công ty đó thì nó cũng phải tương đối một chút. Thì ví dụ như trong cái lĩnh vực vật liệu xây dựng thì chúng tôi vẫn tin tưởng vào Hòa Phát. Thì dựa trên cái cơ sở như này, tuy rằng là những cái khó khăn của ngành thép vẫn chưa hoàn toàn qua khỏi, nhưng mà cái việc cơ bản là đã tạo đáy rồi. Và Hòa Phát thì gần đây thì họ cũng được hưởng lợi khá là nhiều với việc là xuất khẩu, như anh Chiến vừa cung cấp là xuất khẩu châu Âu tăng khá cao, và thậm chí là các cái nước khác cũng nhập khẩu của Việt Nam khá nhiều thép, thì trong đó Hòa Phát chính là cái đơn vị mà xuất nhập khẩu được nhiều nhất và tăng trưởng khá mạnh. Bên cạnh đó thì Hòa Phát thì chúng ta có thể thấy giá thép tăng, thì chính ngày hôm qua thì Hòa Phát cũng đưa ra thông tin đó là tăng giá thép, tức là đấy là lần thứ 3 họ tăng giá thép trong thời gian vừa qua. Về cơ bản thì nó cũng góp phần xác nhận là cái đáy của cái giá thép về cơ bản đã tạo rồi và bắt đầu có một cái xu hướng đi lên. Rồi là về sản lượng tiêu thụ của họ, chúng ta thấy là không có sự tăng đột biến nhưng mà đã có sự tăng trưởng dần dần từ từ nhưng một cách rất là vững chắc. Thì trong bốn cái đối tượng khách hàng tiêu thụ
các cái sản phẩm vật liệu xây dựng nhìn chung và thép nói riêng, thì đó là xuất khẩu chẳng hạn thì bây giờ là đang tăng rất là mạnh rồi. Rồi là tiêu thụ cho đầu tư công thì cũng có dấu hiệu tăng khá tốt so với năm ngoái, khi mà cái thông tin liên quan đến giải ngân đầu tư công 11 tháng đầu năm của chúng ta đạt khoảng hơn 60%, tức là cao hơn so với cùng kỳ là đạt có khoảng 55% mà thôi. Thì đấy cũng là một cái tín hiệu tích cực. Rồi tiếp theo thì còn hai cái thị trường, đó là xây dựng dân dụng và xây dựng bất động sản, thì chúng tôi dự báo rằng là phải đến giữa năm sau thì mới trở lại. Nhưng mà cái thị trường đó cũng cho thấy cái dấu hiệu tạo đáy, tức là có cái sự tiêu thụ nhích nhích dần nhẹ lên. Thì đấy là về cái cầu thép. Còn về cái cung thép thì Hòa Phát thì cũng đang tiến hành cái dự án Dung Quất 2 một cách khá là suôn sẻ và vẫn đang đúng tiến độ. Thì hiện nay thì thị phần của Hòa Phát đối với các mảng đều tăng so với trước khó khăn. Điều này cho thấy rằng là họ đang gọi là có lợi hơn tương đối so với các hãng khác. Thế do đó là khi trở lại thì có thể rằng là 1, 2 năm nữa, 3 năm nữa thì kết quả kinh doanh của họ sẽ tăng trưởng rất mạnh. Thế do đó nhà đầu tư dài hạn thì có thể nên tham khảo. Nhưng mà nếu ngắn hạn thì chúng ta lại tập trung nhiều hơn vào cái diễn biến giá thép thì nhiều hơn. Bởi vì dù sao thì các doanh nghiệp thép cũng có cái lượng hàng tồn kho tương đương với khoảng 2 đến 4 tháng. Thì khi giá thép tăng chẳng hạn thì cái nguyên vật liệu trước đó giá rẻ thì có thể mang lại cái kết quả tích cực cho cái quý trước mắt, ví dụ như quý 4 này chẳng hạn. Thì ngoài Hòa Phát ra thì chúng tôi cũng quan tâm đến một số các cái doanh nghiệp về đá xây dựng ở khu vực Bình Dương, đó là khu Bình Dương Đồng Nai phục vụ cho sân bay Long Thành, cũng như các cái dự án đường cao tốc rồi các cơ sở hạ tầng ở khu vực đó. Thì trong năm 2023 thì thực sự là kết quả kinh doanh của họ thì chưa được gọi là phản ánh, chưa được gọi là tích cực, nhưng mà đến năm 2024 thì dự kiến thì sẽ tốt hơn khi mà giải ngân đầu tư công ở khu vực đó sẽ mạnh hơn. Vâng. Ví dụ như là VLB hay là đá Hóa An, nói chung là chúng ta cũng có một số những cái cổ phiếu mà thuộc ngành đá xây dựng mà cũng đã và đang được hưởng ứng bởi dòng tiền ở thị trường trong thời gian qua. Vậy thì anh Phục, anh có một cái sự hứng thú nhất định đối với cổ phiếu ngành đá nào ạ? Vâng, thì thứ nhất là về cổ phiếu thì tôi cũng khá là quan tâm đến gọi là đá Hóa An. Vâng. Đá Hóa An, tuy nhiên thì cái cổ phiếu này nó tương đối nhỏ và thanh khoản tương đối ít. Vâng. Thì thành ra chỉ phù hợp với những nhà đầu tư mà có quy mô vốn ít thôi. Thì nhưng mà chúng ta cần phải chú ý rằng là tuy rằng là vẫn kỳ vọng hưởng lợi lớn, nhưng mà cái vùng giá mua thì cũng cần phải cân nhắc cẩn thận. Thì bởi vì lúc này là một cái lúc gọi là có lợi thế cho người mua, tức là giá cổ phiếu họ không tăng mạnh, không phi mã, mà chúng ta cứ chờ đợi những cái lúc hấp dẫn thì chúng ta mới nên tham gia vào. Bên cạnh đó thì VNB thì trước đây bị ảnh hưởng bởi cái việc gọi là trích lập, việc chi phí đột xuất, thì thành ra kết quả kinh doanh 2022 của họ lỗ, và 2023 thì chưa được tốt cho lắm. Nhưng mà kỳ vọng rằng đến năm 2024 của họ có thể tích cực hơn. Đấy, nhưng mà tôi vẫn lưu ý một cái điều, đó là nhà đầu tư cần phải chú ý, ngoài việc lựa chọn cổ phiếu thì cần phải gọi là hãy chọn giá đúng, thì lúc đó chúng ta mới có kết quả tích cực được. Một câu chia sẻ rất là thú vị nhưng mà cũng không kém phần sâu sắc của chuyên gia của chúng ta. Và đó là những dự đoán cũng như những chia sẻ của các khách mời của chúng tôi. Vậy các công ty chứng khoán khác dự đoán như thế nào về giao dịch của thị trường ngày hôm nay? Xin mời quý vị đến với dự báo xu hướng VN Index quen thuộc của năm công ty chứng khoán. Vâng, và ở đây thì chúng ta đang có dự báo xu hướng của ngày 28 tháng 11 và chúng ta cũng đã có thấy những cái sự phân hóa rất là riêng, khi mà BSC thì dự báo là trung lập, trong khi đó TPS, KBSV và VCBS thì đang dự báo thị trường là tiêu cực, còn SHS thì đang dự báo thị trường là mang tính tích cực. Vâng, thưa quý vị, chúng ta sẽ chờ xem thị trường sẽ diễn biến như thế nào vào phần cuối của chương trình. Vâng, và thưa quý vị, hiện tại đang có rất nhiều khán giả đã và đang đặt câu hỏi cho các vị khách mời trong chương trình của ngày hôm nay của chúng tôi. Và tôi xin phép được chuyển những câu hỏi này đến với các khách mời của chúng ta. Chào bạn Panda Anim có hỏi là MBS thì sao át ơi, mua giá 20.8 ạ. Vâng, thưa anh Phục, chúng ta có liệu có nên nắm giữ MBS với giá là 20.8 không ạ? Vâng, về cơ bản MBS cũng là một cái cổ phiếu mà trong cuối năm 2022 chúng tôi đưa vào cái chiến lược. Thì đây cũng là một cái doanh nghiệp mà khá đáng quan tâm. Và chia sẻ luôn với quý vị là bản thân bên tôi thì cũng mất hàng rồi. Đấy, đấy tôi cũng chia sẻ như thế. Thế thành ra cái góc nhìn của chúng tôi về cái MBS thì chúng tôi cũng nghiên cứu khá sâu. Thì trước đây thì MBS là tiền thân là công ty chứng khoán Thăng Long. Từ hồi 2009-2010 thì họ cũng đã có những cái giai đoạn rất là khó khăn và tưởng chừng như phá sản. Nhưng sau này được công ty mẹ đó là ngân hàng MB thúc đẩy và tái cơ cấu lại. Thì từ khi tái cơ cấu lại thì MBS hiện nay là một trong những cái công ty chứng khoán có hoạt động kinh doanh là thuộc dạng an toàn nhất hệ thống. Tức là họ giảm bớt các cái tự doanh của mình đi mà tập trung vào làm dịch vụ là chính. Và cái việc làm dịch vụ bây giờ thì họ cũng lại tập trung vào cái liên quan đến công nghệ là chính. Và cũng thay thế dần một phần các anh chị môi giới, anh chị broker. Để từ đó thì đưa ra những cái tư vấn mang tính chất ổn định
và giảm chi phí cho nhà đầu tư. Do đó là MBS tuy rằng là không phải được đánh giá là 1, 2, 3 công ty chứng khoán hàng đầu, nhưng mà vẫn luôn duy trì được cái thị phần khoảng độ top 5, top 6 ở trên thị trường. Thì cái kết quả kinh doanh của MBS thì tôi cho rằng là thứ nhất là bây giờ ổn định hơn. Thứ hai nữa là có cái xu hướng mà có kỳ vọng có thể tăng trưởng tốt trong thời gian tới. Do MBS thì họ cũng rất mạnh về trái phiếu, thì trái phiếu về cơ bản cũng đã tạo đáy rồi, thì tạo cơ sở tốt. Bên cạnh đó thì MBS là có một cái yếu tố nữa, đó là cái vốn, quy mô vốn của MBS bây giờ còn tương đối nhỏ so với các công ty chứng khoán top đầu. Thì do đó họ còn nhiều cơ hội để họ có thể tối ưu hóa nguồn vốn, chứ không thừa vốn như một số công ty chứng khoán lớn hiện nay. Thì do đó là hiệu quả của họ tương đối tốt. Và trong tương lai, khi mà thị trường chứng khoán tăng trưởng và phát triển trở lại tốt chẳng hạn, thì MBS lại còn có kỳ vọng có thể tăng vốn tiếp. Và cái câu chuyện của công ty chứng khoán mà khi có câu chuyện tăng vốn tiếp vào giai đoạn thị trường chứng khoán tốt ấy, thì rõ ràng là một cái động lực tăng giá cũng ổn. Còn về định giá hiện nay đối với MBS thì PB bằng khoảng độ 1.7 lần. Như vậy là bảo rẻ quá thì cũng không, nhưng mà bảo đắt thì chắc chắn là không đắt rồi. Và nếu mà so sánh với những cái công ty chứng khoán có thị phần môi giới trong top 7, top 10 mà được niêm yết ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam, thì rõ ràng cái định giá của MBS là tương đối hấp dẫn so với các cái công ty còn lại và với sự an toàn cao. Tuy nhiên thì cũng phải lưu ý rằng cổ phiếu chứng khoán có an toàn đến mấy đi chăng nữa thì cái diễn biến 70-80% tác động đến diễn biến cổ phiếu là liên quan đến cái xu hướng của thị trường chứng khoán. Nếu mà nhà đầu tư kỳ vọng rằng trong thời gian tới thị trường chứng khoán không tiêu cực hoặc là tích cực, thì rõ ràng cái câu chuyện đầu tư MBS với giá 20.8 là một cái vùng giá gọi là ổn, rất tốt để nhà đầu tư có thể nắm giữ lâu dài. Còn nếu nhà đầu tư mà bi quan về thị trường chứng khoán thì kể cả kết quả kinh doanh MBS có tốt đi chăng nữa thì cũng sẽ giảm thôi. Đấy, còn về quan điểm cá nhân của tôi thì tôi thiên về cái thị trường chứng khoán là sẽ có sự tích cực hơn. Thì do đó là tôi cũng thiên về quan điểm là nên nắm giữ cổ phiếu MBS này. Và đồng hành với cả cái việc là MBS thì cũng đang rất là tập trung đi tiên phong trong những cái chuyện chia sẻ liên quan đến công nghệ, đúng không ạ? Và truyền thông thì chúng ta cũng thấy là giá của MBS cũng có một cái sức khỏe khá là tương đối tốt so với cả mặt bằng chung của ngành sau cái đợt sụt giảm vừa qua. Điển hình là ở thời điểm hiện tại thì giá của MBS cũng đâu có giảm quá đâu, về đến mức là 20.800, và bây giờ cũng đang có những cái lượng khối lượng giao dịch rất là lớn, nó thể hiện cái sức cầu của cổ phiếu này cũng rất là tốt. Nhưng tôi cũng nhớ là ở thời điểm trước thì có anh Tuấn, kinh tế trưởng bên MBS, đúng không ạ, cũng là cái người mà có rất có uy tín và cũng có cái niềm tin cho những cái nhà đầu tư. Do vậy là cá nhân tôi thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cả những cái chia sẻ rất là hữu ích của anh Phục đối với cả cổ phiếu MBS. Vâng, một cổ phiếu mà chúng ta cũng rất là đáng quan tâm nếu mà chúng ta tập trung vào nhóm ngành chứng khoán, thưa quý vị. Vâng, tiếp theo thì một quý vị khán giả tiếp cũng có hỏi một cái câu về quản lý tài sản ạ. Đó là em đang giữ 70% tiền mặt, bây giờ vào lại thị trường được chưa ạ? Vâng, thì với một người mà có rất nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý tài sản thì tôi xin phép được tiếp tục hỏi anh Phục được không ạ? Ở trong thời điểm này thì chúng ta đã nên vào với 70% tiền mặt chưa? Vâng, trước tiên là nếu mà quý vị khán giả mà nắm tới 70% tiền mặt thì cho thấy rằng là quý vị đang là người có lợi thế đấy. Bởi vì đa phần các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán thì thường là họ nắm 50-100%, thậm chí 150-200% cổ phiếu cơ. Vâng. Đó, và ở cái giai đoạn mà cổ phiếu đang phân hóa rất mạnh và có rất nhiều các cái cổ phiếu hấp dẫn. Vâng. Tức là tôi lấy ví dụ là có khá nhiều cổ phiếu mà cổ tức chúng tôi tính toán được từ 8-12% so với thị giá nhé. Vâng. Tức là cao gấp rưỡi đến 2 lần so với gửi ngân hàng mà vẫn còn tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận và cổ tức trong tương lai. Thì đây quả là một cái cơ hội tuyệt vời. Và trước tiên là chúc mừng quý vị khán giả. Thứ hai nữa là cái việc giải ngân ấy thì lại phụ thuộc vào từng cái khẩu vị của anh chị. Nếu mà khẩu vị của anh chị hiện nay mà nắm 70% tiền mặt thì về cơ bản tôi suy đoán là khẩu vị của anh chị là tương đối thận trọng và an toàn. Thì lúc này thì nếu mà giữ 70% tiền mặt thì theo cá nhân tôi thì nên giải ngân thêm. Nhưng mà giải ngân thêm vào những cổ phiếu mà khẩu vị an toàn, chắc chắn có cổ tức cao và có vẫn còn tiềm năng tăng giá. Ví dụ như là một số các cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp chẳng hạn, thì sức khỏe tài chính tốt mà bây giờ FDI vào lớn thì họ vẫn được hưởng lợi, vẫn tăng trưởng và cổ tức cao. Hay là một số các cái cổ phiếu ngân hàng mà có tỷ lệ cổ tức rất cao chẳng hạn thì cũng có thể tham khảo. Thì tôi cho rằng là có thể nâng cái tỷ trọng lên khoảng độ 50-80% là cổ phiếu, nhưng nâng một cách từ từ dần dần. Đấy, giảm tiền mặt xuống còn 20-50% thôi. Vậy là chúng ta đã nên giải ngân thêm, đúng không ạ? Tuy nhiên với hai lưu ý của anh Phục, đó chính là một là chúng ta phải hãy chọn giá đúng, đúng không ạ? Thứ hai là phải chọn vào một chiếc cổ kỳ diệu để mà chúng ta có thể nắm giữ được lâu dài. Và thưa quý vị, chúng ta cùng theo dõi xem điều gì là lực đẩy để có thể kỳ vọng vào sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Chúng ta cùng theo dõi tổng hợp của chương trình sàn chứng khoán Info. Vâng, theo đó, lực đẩy cho thị trường chứng khoán trong giai đoạn cuối năm đó chính là tăng trưởng cung tiền cũng như là tín dụng tích cực.
Kỳ vọng đầu tư công và FDI đã giải ngân, phát huy tác dụng tạo công ăn việc làm và tăng xuất nhập khẩu. Tâm lý nhà đầu tư kỳ vọng đã ổn định hơn. Vâng, thì như vậy là chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ với cả lực đẩy đầu tiên, đó chính là tăng trưởng cung tiền cũng như là tín dụng tích cực. Thông thường cuối năm thì tăng trưởng tín dụng sẽ có cái xu hướng là được đẩy mạnh đúng không ạ? Vâng, anh Chiến, anh có đánh giá như thế nào? Đúng mà, thông thường ở giai đoạn cuối năm ấy là giai đoạn mà chúng ta hình dung là tín dụng thì bao giờ cũng có đẩy mạnh, đặc biệt cung tiền cũng đẩy mạnh. Và năm nay thì tôi nghĩ còn đặc biệt hơn nữa là vì là thực tế tính từ đầu năm thì cái mức tăng trưởng tín dụng đang ở mức khá thấp và được coi là một trong những cái mức thấp nhất trong khoảng độ là trên 10 năm trở lại đây. Và chính vì mức thấp như vậy cho nên là càng cuối năm thì chúng ta càng có dư địa đẩy mạnh cái tín dụng này và càng có động lực để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cũng như tăng trưởng cung tiền. Do đó thì trong năm 2023 này tôi nghĩ là ở giai đoạn cuối năm, đặc biệt trong quý 4 ấy, là giai đoạn mà chúng ta sẽ có thể là chứng kiến cái mức tăng trưởng dụng ở mức khá là cao và cao hơn so với mức trung bình trong quá khứ, trong những năm trước. Năm trước chúng ta tăng trưởng đâu đó khoảng độ 12 đến 15%, thì tôi nghĩ rằng là quý 4 này có thể mức tăng trưởng tín dụng có thể còn cao hơn, vì những cái tháng đầu năm, ba quý đầu năm thì cái mức tăng trưởng dụng của Việt Nam ta ở mức khá thấp, cho nên cuối năm tôi nghĩ đẩy sẽ là đẩy mạnh cái câu chuyện này. Vâng. Nếu mà như thế thì nhóm ngành ngân hàng sẽ là nhóm ngành đầu tiên được hưởng lợi đúng không? Thông thường là như vậy, chính xác hơn là đối với chúng ta nên hiểu rằng là cái câu chuyện về tăng trưởng dụng năm nay ấy, là tác động như là đến chứng khoán, thì cái tác động đến với thị trường chứng khoán không hẳn là có cái dòng tiền vào, mà tác động đây có nghĩa là tạo ra một sự kỳ vọng tích cực của nhà tư đối với thị trường. Thì tôi nghĩ rằng là với mức tăng trưởng tín dụng thì có, nhưng mà đối với ngành chứng khoán thì nếu mà lựa chọn thì tôi nghĩ rằng là ngành ngân hàng cũng là một trong ngành cổ phiếu mà có cái sự hồi phục, nhưng mà để hưởng lợi nhất theo cái nghĩa là giá tăng nhé, thì tôi nghĩ rằng là có thể là không phải là ngành ngân hàng, mà có thể là liên quan đến ngành bất động sản và liên quan đến ngành chứng khoán nhiều hơn. Tại vì chúng ta hình dung là nếu mà để tăng trưởng tín dụng mạnh đúng không, thì nhiều khả năng nhóm mà sẽ hấp thụ tăng trưởng tín dụng đấy sẽ phải liên quan đến nhóm bất động sản. Vì bất động sản hiện tại chiếm đâu đó cũng khoảng độ là trên 20% về dư nợ về tín dụng chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng là nhóm đấy sẽ là nhóm mà có cái sức bật tốt hơn. Còn nhóm ngân hàng, thực tế chúng ta quan sát trong nhiều năm trở đây thì cái sức bật của nhóm ngân hàng ấy thường là thường khá chậm, trừ những cái trường hợp đặc biệt là ở thời điểm mà chúng ta có một cái mức tăng rất mạnh của thị trường, thì khi đó nhóm hàng có thể có tăng mạnh, mà tôi nghĩ rằng là thị trường sẽ có thể tăng mạnh được, có thể là có tích cực đấy, nhưng mà chúng ta hình dung là cái tích cực đây nằm trong một cái vùng giá sideways và hiện tại chúng ta đang ở dưới thì có dự báo là sẽ bật lên và hồi phục. Do đó thì nếu mà để lựa chọn thì tôi sẽ thiên về những cổ phiếu nào mà gọi là mình hay gọi là có cái vốn hóa nó nhỏ, chứ là tức là khoảng đó những nhóm cổ phiếu mà big cap, có những cổ phiếu vốn hóa nó quá lớn ấy, nhưng mà ở nhóm ngân hàng thì tôi nghĩ rằng là vẫn có cái mức tăng ấy, nhưng mà cái mức tăng tôi nghĩ là sẽ không quá tượng và là cái độ bật của nó không quá mạnh. Vâng, như vậy là chúng ta nói chuyện đến câu chuyện về dòng vốn tín dụng là sẽ ảnh hưởng tốt đến bất động sản và những ngành chứng khoán đúng không ạ? Vâng, nhóm ngành chứng khoán thì thêm một cái yếu tố nữa, đó chính là lãi suất thì vẫn đang duy trì ở mức thấp, đặc biệt là lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm thì cũng đang ở một cái mức rất là tích cực. Vâng, như vậy là đây cũng là một cái thông tin rất là tích cực cho ngành chứng khoán đúng không ạ? Và theo số liệu thống kê từ báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 của các cái công ty chứng khoán thì đã cho thấy là số dư tiền gửi khách hàng đã đạt xấp xỉ 78.000 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm và là mức cao nhất trong năm quý trở lại đây. Vâng, theo một số công ty chứng khoán, số dư này tiếp tục tăng trong quý 4 năm 2023 trong bối cảnh lãi suất huy động của các ngân hàng đã giảm về mức thấp kỷ lục ở nhiều năm. Ở góc độ tâm lý thì số dư tiền mặt cao thì cũng đang cho thấy là nhà đầu tư đang rất là chờ đợi những cơ hội để giải ngân, không thưa anh Phục? Vâng, về cơ bản thì tôi cũng cho rằng là hiện nay thì cũng có khá nhiều các nhà đầu tư cũng đang chờ đấy, và đặc biệt là trong cái môi trường lãi suất khá là thấp như thế thì cái lượng tiền của họ đang sẵn sàng chờ đang rất nhiều. Thì chính vì thế cho nên là nếu mà có dấu hiệu, tức là có dấu hiệu rõ ràng một chút của thị trường chứng khoán thì những cái dòng tiền này thì sẵn sàng họ lao vào phân bổ một cách rất là nhanh chóng và mạnh mẽ. Và thị trường chứng khoán thường tạo ra cho nhà đầu tư của chúng ta rất nhiều bất ngờ, tức là trong một quá trình đang du ngủ chẳng hạn, sideways thì nó có thể bất ngờ tăng tốc một cách rất nhanh chóng mà chúng ta không thể tưởng tượng được trước đây. Hoặc là ngược lại là trong thị trường chứng khoán đang rất là bùng nổ tốt thì cũng có thể là ngay lập tức chỉ vài phiên nó lại trở nên trầm lắng. Thế thành ra cái câu chuyện quan trọng nhất của nhà đầu tư hiện nay ấy, đó là cần phải gọi là đưa ra cái chiến lược rõ ràng và đưa ra cái kế hoạch giải ngân của mình nó phù hợp, để có thể là khi cơ hội sẽ đến thì sẵn sàng đón nhận đấy đó, và đợi đến lúc gọi là cái dòng tiền lớn vào ao ao chẳng hạn thì lại là một cái cơ hội cho chúng ta có thể thực hiện hóa lợi nhuận. Như là Tuấn Anh có chia sẻ là nhiều nhà đầu tư muốn Tết có một cái có Tết ấm no đúng không ạ, có bánh chưng có đủ nhân đúng không ạ? Vâng. Thế thì như vậy là các cái câu chuyện mà chúng ta hai vị chuyên gia cũng đã chia sẻ rất là khớp đúng không ạ? Khi mà ở trong cái giai đoạn sideways và tích lũy thì chúng ta nên tích lũy trước, và để đến khi mà có những cái sự bùng nổ thì chúng ta không phải là những người mua đuổi, mà ở đấy thì chúng ta là những cái người mà bắt đầu có những cái thực hiện để chốt lãi đúng không ạ? Để mà có những cái Tết ấm no hơn. Vâng, và như vậy thì
Đó chính là cái câu chuyện mà chúng ta đang nói đến về dòng vốn này, về tín dụng và dòng tiền giá rẻ thì sẽ tích cực đang có những cái xu hướng tìm kiếm cơ hội ở trên thị trường trong quý 4. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện tiếp theo, đó chính là câu chuyện về đầu tư công. Vâng, và thưa quý vị, vào ngày hôm qua, ngày 27 tháng 11, Thường trực Chính phủ tổ chức hội nghị với các bộ, cơ quan, địa phương đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 với sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giải ngân 11 tháng của cả nước đạt 461.000 tỷ đồng, đạt 65,1%, cao hơn cùng kỳ là 58,33% và số tuyệt đối cao hơn gần 123.000 tỷ đồng. Đáng chú ý có 41 bộ, cơ quan trung ương và 24 địa phương có tỷ lệ giải ngân 10 tháng đầu năm 2023 dưới mức trung bình của cả nước, chỉ đạt 102.300 tỷ đồng, đạt 36,1% kế hoạch. Vâng, thưa anh Chiến, anh có đánh giá như thế nào về con số giải ngân 11 tháng của cả nước là đạt khoảng 461.000 tỷ đồng, tức là đạt 65,1% kế hoạch cả năm ạ? Và nếu mà chúng ta nhìn vào cái con số mà tuyệt đối thì rõ ràng là so với năm ngoái thì có mức tăng khá là mạnh, đúng không ạ? Và chúng ta nhìn vào phần trăm đạt 61,1%. 65,1%. Thì tôi nghĩ rằng là về mặt nếu mà chúng ta so với thực tế trong cái lịch sử ấy, thì tôi nghĩ là đây là con số mà có tích cực. Và thực tế trong những cái thời điểm trong quá khứ chúng ta thấy là cái mức đầu tư công giải ngân hàng năm theo kế hoạch ấy thì chúng ta được đạt đâu đó khoảng 70-80%, và trong 11 tháng đầu năm thì chúng ta giải ngân được 65%, thì có nghĩa rằng là vào tháng 12, tức là tính cả năm nay, thì tôi nghĩ rằng là cái mức tốc độ giải ngân ta thì nó sẽ đạt đâu đó khoảng 70-80% đấy. Thì nếu mà so với trong lịch sử ấy, thì nó thấy rằng là đây là mức giải ngân khá là tốt và đảm bảo cái gọi là mình hay gọi là gì, đảm bảo đúng cái thực tế, đúng không? Còn đương nhiên là so với kế hoạch thì tôi thấy là để đạt 100% rất là khó, nhưng mà đạt 65 đến và một năm mà chúng ta giải ngân đâu đó đạt được khoảng 70-80% thì đây là mức mà tôi nghĩ giải ngân rất là tốt. Đặc biệt là chúng ta nhìn vào cái những giai đoạn đầu năm ấy thì tốc độ giải ngân khá chậm, nhưng mà ở giai đoạn cuối năm thì chúng ta thấy rằng cái những cái con số chúng ta đang đẩy khá là mạnh, tốc độ tôi nghĩ là đang đẩy mạnh khá là mạnh, thì với tốc độ đấy thì cuối năm có lẽ chúng ta sẽ chứng kiến những cái con số tích cực hơn, nhưng mà để hoàn thành 100% tôi nghĩ là khó. Về thực tế trong lịch sử ta cũng chưa hiếm khi đã đạt được 100% cả. Khó, đúng không ạ? Cho nên là cái con số mà 70-80% tôi nghĩ đây là một số tích cực của giải ngân đầu tư công. Vâng, và trên thực tế thì năm nay là con số tuyệt đối kế hoạch là cũng rất cao, đúng không ạ? Hơn 800.000 tỷ. Vâng. Thì chúng ta đang nói là con số từ 65%, ví dụ như anh Chiến đang chia sẻ là 80 thì 15% nữa, đúng không ạ? 15% nữa mà nhân với con số tuyệt đối thì cũng phải là hơn 100.000 tỷ. Vâng. Trong vòng 30 ngày nữa thì đây cũng là một cái con số khá là thách thức. Vậy thì theo anh Phục, anh có nghĩ là giải ngân đầu tư công của chúng ta trong tháng 12 sẽ có được cái sự bùng nổ như vậy không ạ? Vâng, tôi cũng khá là tin tưởng vào cái việc là tháng 12 giải ngân đầu tư công sẽ tương đối mạnh. Bởi vì theo lịch sử thì thông thường những tháng cuối năm chính là những cái tháng giải ngân đầu tư công mạnh nhất. Đầu năm thì họ lập kế hoạch, lập phương án vân vân, rồi dần dần giải ngân dần. Và cuối năm là những cái giai đoạn gọi là gần như là những cái giai đoạn ví dụ như là có thể bàn giao, có thể gọi là từ đó là giải ngân vân vân rất là nhiều. Thì do đó là năm nay thì chúng tôi có ngồi nghiên cứu và chúng tôi cũng kỳ vọng là có thể năm nay đạt giải ngân đầu tư công khoảng độ 80%. Và cái con số 65,1% này là tính đến ngày 25, 26 tháng 11, tức là còn 35 có ngày nữa, còn hơn một tháng nữa. Thì với cái tốc độ của tháng 10, tháng 11 giải ngân đầu tư công đang tăng như vậy thì hoàn toàn chúng ta có cơ sở để kỳ vọng rằng giải ngân đầu tư công đạt 80% thậm chí hơn. Thì nếu mà đạt được mức trên 75% thì đã là một cái mức gọi là trên trung bình so với trong lịch sử rất nhiều năm qua. Và vừa rồi Tuấn Anh cũng có chia sẻ đó là cái kế hoạch đầu tư giải ngân đầu tư công năm nay của chúng ta lên đến khoảng 800.000 tỷ, thì nó cao hơn rất nhiều so với những năm trước, ví dụ như cao hơn rất nhiều so với năm 2022 chẳng hạn. Vâng, như vậy là một cái kế hoạch rất là lớn, nhưng chúng ta đầy đủ cơ sở để có thể tin tưởng rằng đầu tư công sẽ hoàn thành, đúng không ạ? Vâng, ít nhất là 80%. Và cá nhân tôi thì tôi cũng rất là bất ngờ với cái số liệu giải ngân vốn đầu tư công thực hiện ở trong tháng 11, bởi vì cái con số đấy nó đã thể hiện cái sự tiếp tục đà tăng trưởng vượt bậc của tháng 10. Và như thế thì chúng ta đang kỳ vọng vào là ở quý 4 này đúng chính xác là có một cái sự thúc đẩy và một cái sự giải ngân rất mạnh mẽ của đầu tư công. Thì chúng ta quay trở lại với một cái câu hỏi của nhóm ngành đầu tư công, đó chính là liệu như vậy thì chúng ta có thể chờ đón được sóng đầu tư công trong giai đoạn cuối năm không, thưa anh Chiến? Thực tế nếu ta nhìn vào cái kết quả kinh doanh của nhóm cổ phiếu đầu tư công ấy, thì rõ ràng là tôi thấy rằng là không có cái sự ấn tượng quá tích cực. Tôi nhìn vào những nhóm cổ phiếu liên quan đến xây dựng này, hay là liên quan đến xây dựng như ngành đá hạn thế, thì thực tế kết quả kinh doanh trong những cái quý đầu, trong ba quý đầu năm, thì những cái số liệu kinh doanh thì không quá ấn tượng. Có thể là trong quý 4 khi mà tốc độ giải ngân đầu tư công đẩy mạnh chẳng hạn thế, thì chúng ta có thể chứng kiến về cái sự đẩy mạnh một cái sự tích cực về kết quả kinh doanh được thể hiện trên báo cáo chính. Mà tuy nhiên tôi cũng không kỳ vọng quá nhiều, vì thực tế là trong nhóm đầu công cho lý mà đặc biệt nhóm xây dựng là thế, thì cái phần biên lãi gộp thì khá thấp, và trong khi đó thì chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi chi phí nguyên liệu đầu vào. Chỉ cần là chi phí nguyên liệu biến động mạnh một chút thôi thì có thể là
cái mức lãi nó không còn nhiều đâu. À, cho nên là với nhóm đầu tư công thì chúng ta cũng có kỳ vọng đấy, nhưng mà cái kỳ vọng đấy tôi lại không đến từ cái câu chuyện là của ngành đó, mà đến từ câu chuyện của tiếng Trung. Thì nếu như mà tiếng Trung mà có tích cực thì tôi nghĩ rằng là dòng tiền sẽ hướng đến những nhóm cổ phiếu như kiểu đầu tư công. Nhưng mà còn riêng về theo kiểu là một cái kiểu riêng lẻ của đầu tư công thì thực tế tôi lại không quá tượng về những cái dữ liệu thực tế. Có thể là chúng ta kể những cái câu chuyện kỳ vọng tăng trưởng mạnh, tăng trưởng rất cao, nhưng mà rõ ràng là kết quả kinh doanh thì tôi không thể có sự tương đồng với cái những cái con số mà chúng ta đang thấy. Mà thứ hai là chúng ta cũng để ý rằng đầu tư công giải ngân thì nó có rất nhiều thành phần, đúng không? Và những cái cổ phiếu niêm yết trên thị trường thì không phải 100% là tham gia tất cả những cái thành phần trong đầu tư công, mà có thể chúng ta chỉ tham gia một cái công đoạn, một cái giai đoạn nào đó, và trong đoạn đó thì có thể nó không phải phần lõi, phần tạo ra giá trị tăng dư cao nhất. Do đó thì chúng ta có thể kỳ vọng vào một số cổ phiếu đầu tư công ấy, nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng ta nên đặt cái câu chuyện đấy trong bối cảnh là thị trường chung phải tốt, và khi mà tốt thì dòng tiền phần nào đó sẽ hướng đến một số cổ phiếu trong đầu tư công. Vâng. Thì nhân đây tôi cũng bổ sung một chút xíu cùng anh Chiến đó. Vâng. Đó là cái việc giải ngân đầu tư công của chúng ta thì đạt 461.000 tỷ, đúng không ạ? Cao hơn cả năm trước rất nhiều. Cả năm trước thì giải ngân có 339.000 tỷ thôi, như vậy rất cao. Nhưng mà cao nhưng mà này chúng ta lại không thấy phản ánh vào kết quả kinh doanh, đúng không? Ví dụ như là doanh thu thì cũng có tăng phần nào đó nhưng cũng không được bùng nổ, còn lợi nhuận thì lại không, khá là thất vọng, đúng không? Thì một trong những cái nguyên nhân mà chúng tôi nhận thấy rằng là xảy ra cái tình trạng đó, đó chính là cái việc giải ngân đầu tư công năm nay của chúng ta cũng có khá nhiều vào các cái dự án mà trước đây gọi là treo, trước đây chưa hoàn thành, thì là họ gọi là giải ngân để bổ sung, để gọi là xử lý, để sao cho hoàn thành những cái dự án đó. Tôi lấy ví dụ như này, ví dụ như một cái cấu thành, một cái cầu, một cái hầm chẳng hạn, nếu mà việc thực hiện nó chưa đến cái giai đoạn gọi là có thể mà người ta giải ngân cho chẳng hạn thì nó vẫn dừng ở đấy, nhưng thực tế nó đã xảy ra rồi. Thế do đó là bây giờ có một số dự án là tức là giải ngân những cái thứ đã thực hiện rồi và để cho người ta hoàn thành và đưa vào hoạt động là thứ nhất. Thứ hai là có một số dự án rất lớn của chúng ta thực hiện việc giải ngân đầu tư công giai đoạn vừa rồi, tức là ví dụ như là giải phóng mặt bằng các cái tuyến đường vành đai, đúng không? Hay là các cái nơi để mà có thể chuẩn bị làm dự án, thì cái việc giải ngân đầu tư công này thì lại đền bù cái việc giải phóng mặt bằng khá là nhiều. Còn cái việc là đi vào thực thi các thứ thì tất nhiên cũng có tăng, nhưng mà nó chưa phải tăng quá nhiều. Và vấn đề là cái nguồn vốn này ra ấy, mà chúng ta nhận thấy rằng lại ra lại rất là mạnh, khá mạnh vào những tháng cuối năm mà là những tháng gần đây. Thế do đó là cái tác động đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ấy thường có một cái độ trễ nhất định. Thì theo chúng tôi tính toán thì thường có độ trễ khoảng độ 3 đến 6 thậm chí đến 9 tháng thì lúc ý nó mới phản ánh khá là mạnh và đồng đều vào kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp đầu tư công. Thế do đó rằng là cái việc kỳ vọng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp đầu tư công tốt thì chúng tôi cho rằng nó rơi vào khoảng độ quý 2 đến quý 3 năm 2024. Tuy nhiên thì cũng như anh Chiến chia sẻ là cái việc là hưởng lợi từ đầu tư công thì các doanh nghiệp niêm yết, không phải tất cả các doanh nghiệp hưởng lợi đều niêm yết, chỉ có một số thôi. Và chúng ta cần phải lựa chọn rất là kỹ các doanh nghiệp mà thực hiện các cái phần gọi là có cái giá trị gia tăng cao trong cái các cái dự án thì lúc đó mới có thể có kết quả kinh doanh tốt được. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích của hai chuyên gia trong câu chuyện đầu tư công. Vậy còn với các vấn đề về FDI thì sao? Các chuyên gia có cho rằng lực đẩy về FDI sẽ là một trong những cái lực đẩy rất là tốt cho thị trường chứng khoán trong giai đoạn từ nay đến cuối năm không ạ? Thưa anh Chiến. Tôi nghĩ rằng là FDI thì tôi có tác động tích cực đấy, nhưng mà tác động tích cực đây thì tôi nghĩ là mang tính đơn lẻ của từng nhóm này chứ không phải toàn bộ của tiếng Trung. Tại vì dòng tiền FDI thì là dòng tiền mang tính hơi dài hạn một chút. Và chúng ta nhìn vào cái dữ liệu FDI thì đúng là chúng ta có những cái tác động tích cực, đặc biệt là những nhóm cổ phiếu mà liên quan đến bất động sản công nghiệp. Khi mà những cái tháng đầu năm thì theo dữ liệu tôi được biết thì cái FDI đăng ký ở Việt Nam đâu đó chỉ khoảng nó dưới 2 tỷ USD, nhưng mà riêng trong tháng 10 thì cái con số FDI là trên 5,5 tỷ USD. Thì đây là con số tăng trưởng rất là mạnh trong riêng tháng 10. Thì đây là một trong những cái câu chuyện mà chúng ta cũng làm cho một cái nhóm cổ phiếu liên quan đến bất động sản công nghiệp tăng khá là mạnh. Cho nên là nếu mà chúng ta nhìn vào câu chuyện FDI thì cho nên hiểu là FDI nó mang tính đó là đơn lẻ của từng nhóm ngành và mang tính dài hạn hơn là cái câu chuyện của toàn bộ tiếng Trung. Vâng, và cái câu chuyện về tháng 10 FDI đăng ký 5,5 tỷ đô la Mỹ đúng không ạ? Và chúng ta cũng đừng quên là ngay trước đó thì tháng 9 FDI đăng ký chỉ 2,06 tỷ đô la Mỹ thôi, nhưng mà FDI giải ngân thực thì lại lên tới 2,8 tỷ đô la Mỹ, và cái tốc độ giải ngân này nó vẫn đang được giữ vững một cái cách rất là ổn định và đều đặn trong cái khoảng thời gian trong năm nay. Vâng, vậy thì tiếp tục tôi xin phép được hỏi anh Chiến được không ạ? Về chúng ta nói về tiến độ giải ngân thực đi, FDI giải ngân đi, thì đây cũng là một trong cái câu chuyện khá là tích cực của Việt Nam so với cả các cái quốc gia khác trong khu vực và cũng như là các cái quốc gia cùng với cả cùng cái sự tương đồng với cả nền kinh tế của chúng ta đúng không ạ? Vâng, đúng rồi, chúng ta nhìn vào cái dữ liệu FDI giải ngân thực thì chúng ta cũng có cái sự cải thiện khá tốt. Tuy nhiên đối với thị trường chứng khoán ấy, thì chúng ta nhìn một điều rằng là thông thường là
FDI đăng ký này và FDI giải ngân thì nó sẽ có mối tương quan với nhau, cùng chiều với nhau. Tức là khi mà đăng ký càng nhiều thì đương nhiên là trong quá trình đăng tất cả đăng ký thì không phải là cái nguồn vốn FDI nào cũng sẽ giải ngân, nhưng mà về cơ bản là về cái xu hướng ấy là sẽ giải ngân tương đồng so với FDI đăng ký. Thế đối với thị trường chứng khoán là thị trường mang tính kỳ vọng, cho nên thị trường chỉ cần FDI gọi là giải đăng ký tăng mạnh thôi là chúng ta cũng thấy có sự phản ứng giá rồi. Còn khi mà thực hiện thì đương nhiên là đấy là cái quá trình mà nó mang tính thực, mang thực thì đôi khi cái tác động của nó thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ ít ảnh hưởng hơn. Và còn cái câu chuyện mà giải ngân thực của Việt Nam tác động tích cực thì chắc chắn một điều rằng ở Việt Nam hiện tại thì chúng ta đang có những cái lợi thế cạnh tranh khá lớn về việc thu hút FDI so với các quốc gia khác. Một là về vị trí địa lý, chúng ta ở một cái vị trí địa lý được coi là khá đắc địa. Thứ hai là chúng ta có cái lợi thế về cái chi phí, đó chúng ta có cái chi phí giá thuê cũng rẻ, chi phí nhân cũng rẻ, thì đó là cái lợi thế chi phí của Việt Nam. Đó, và chúng ta có cả cái lợi thế về chi phí thuế nữa, thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy rằng là chúng ta đang có những cái lợi thế nội tại để thu hút FDI rất là nhiều. Và ngoài ra thì chúng ta về mặt nào đó ở các quốc gia khác thì cũng đang gặp bất lợi chẳng hạn thế, thì một phần nào đó sẽ chuyển dịch sang FDI Việt Nam, ví dụ Trung Quốc chẳng hạn thế. Thì rõ ràng những cái câu chuyện FDI từ Trung Quốc dịch chuyển sang Việt Nam chúng ta nghĩ thế là có. Và do đó thì tôi nghĩ rằng FDI của Việt Nam về mặt xu hướng dài hạn thì tôi đánh giá là một cái câu chuyện triển vọng khá tích cực. Vậy còn từ câu chuyện FDI thì chúng ta cũng xuyên ra một cái câu chuyện nữa, đó chính là câu chuyện về nhóm xuất khẩu, xuất nhập khẩu đúng không ạ? Vâng, anh Phục, anh có đánh giá như thế nào về triển vọng của nhóm xuất nhập khẩu thông qua những cái tín hiệu tích cực từ giải ngân FDI? Vâng, trước tiên là về giải ngân FDI thì theo số liệu cập nhật của chúng tôi tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2023 thì FDI đăng ký đã lên tới 28,85 tỷ đô, tăng đến 14,8%, tức là một mức kỷ lục mới. Rồi tiếp theo giải ngân thì cũng đạt 20,25 tỷ đô, cũng là một cái mức kỷ lục trong từ trước đến nay của Việt Nam. Thì có được những cái giải ngân đầu tư công mạnh này thì như anh Chiến vừa chia sẻ là cũng có những cái lợi thế riêng của chúng ta, như là vị trí địa lý tốt này, hay là chi phí nhân công, chi phí điện, chi phí thuê đất, chi phí vân vân của chúng ta thấp này. Đặc biệt là chúng ta tham gia rất nhiều các cái hiệp định FDI, tức là những cái hiệp định thương mại tự do FTA. Đó. Thì đặc biệt là chúng ta đã có gọi là đối tác chiến lược toàn diện với các nước lớn nhất, GDP lớn nhất ở trên thế giới. Tất nhiên là trong top 10 thì trừ Đức ra thì chúng ta chưa thôi. Ví dụ như Mỹ này, rồi là Mỹ là số 1 này, Trung Quốc số 2 này, Nhật Bản là số 3, số 4 này thì vừa mấy hôm qua xong. Thì vừa mấy hôm qua ký xong, rồi tiếp theo là Ấn Độ vân vân. Thì khi đó thì chúng ta sẽ có cái xu hướng thu hút FDI càng mạnh hơn nữa. Và chúng ta lưu ý rằng là FDI vào Việt Nam ấy thì tức là đầu tư trực tiếp nước ngoài, thì cái việc giải ngân đầu tiên của họ là gì? Đó là thuê bất động sản công nghiệp. Rồi sau đó sau khi thuê bất động sản công nghiệp thì họ làm gì? Đó là họ xây dựng nhà xưởng. Thì ở mỗi cái giai đoạn ấy cần mất một cái khoảng thời gian. Sau khi xây dựng nhà xưởng, trong quá trình xây dựng nhà xưởng thì họ lại nhập khẩu máy móc. Rồi sau khi nhập khẩu máy móc thì họ mới đưa vào vận hành sản xuất kinh doanh và tạo ra sản phẩm, thì lúc đó mới là xuất khẩu. Thế như vậy chúng ta có thể thấy là FDI giải ngân vào chúng ta rất lớn, và đặc biệt giai đoạn cuối năm này thì giai đoạn đầu họ sẽ tác động tích cực nhất đầu tiên đối với ngành bất động sản công nghiệp đã. Rồi sau đó là có thể tích cực đến các cái doanh nghiệp xây dựng trong cái lĩnh vực bất động sản công nghiệp. Rồi sau đó lại tác động tích cực hơn đến cái mặt gọi là mặt nhập khẩu. Rồi sau đó mới tác động tích cực đến mặt xuất khẩu. Thế do đó là xuất khẩu của chúng ta trong cuối năm thì chưa thể kỳ vọng một cách nhanh được, mạnh được. Nó sẽ lên từ từ. Nhưng mà tính đến cuối năm 2024 chẳng hạn, hay là 2025 thì xuất khẩu của chúng ta mới lên rất mạnh. Thì nhà đầu tư cần phải hiểu được cái mô hình, cái chu trình của cái việc FDI như thế. Thì khi đó chúng ta mới nắm bắt được giai đoạn nào thì mới tăng, giai đoạn nào mới giảm. Và giai đoạn nào thì những cái ngành nào được hưởng lợi. Đó thì đấy là tôi chia sẻ thêm một chút về cái chu trình hoạt động của FDI thông thường là như vậy. Một lời chia sẻ triệu đô đây đúng không ạ? Vâng, và chúng ta sẽ cùng nhau đến với yếu tố cuối cùng, đó chính là tâm lý nhà đầu tư. Có vẻ như là tâm lý nhà đầu tư hiện tại đã ổn định hơn rất là nhiều và cũng đỡ mong manh hơn khi mà so với cả thời điểm tháng 9, tháng 10 thì nhà đầu tư cũng có một chút gọi là hoảng loạn khi mà có những cái phiên mà chúng ta đã chứng kiến bán tháo với độ giảm rất là mạnh và khối lượng và giá trị giao dịch tăng rất là cao. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì phải chăng đó chính là cái giai đoạn mất ăn mất ngủ của nhà đầu tư đã qua rồi và nhà đầu tư đang có những cái tín hiệu ổn định tâm lý hơn, thưa anh Chiến? Đúng không? Thì thông thường đúng là cái tâm lý của nhà đầu tư hiện tại tôi thấy ổn định hơn khá nhiều. Thông thường ấy, là cái tác động mạnh nhất đến cái tâm lý của nhà đầu tư thị trường là thông thường đến từ yếu tố liên quan đến vĩ mô, cần sự thay đổi về kỳ vọng liên quan đến vĩ mô sẽ tác động rất mạnh đến tâm lý của nhà đầu tư. Thì trong cái tháng 9 và tháng 10 chúng ta thấy là cái vấn đề liên quan đến tỷ giá nó tạo ra một nhà đầu tư một cái tâm lý kỳ vọng rằng là có thể là chúng ta sẽ phải thực hiện là giảm lại cái quá trình nới lỏng, thậm chí có thể chúng ta phải bán USD hay là nâng lãi suất điều hành. Nhưng mà rõ ràng là sau cái câu chuyện liên quan tỷ giá thì tôi thấy là cái tâm lý nhà đầu tư có cái sự cải thiện hơn khá nhiều. Bằng chứng là chúng ta cũng có một cái mức phục hồi khá tốt, đâu đó khoảng độ 100 điểm, ta từ 1020 đến 1120 điểm. Sau đó hiện tại đúng không? Thị trường sau một cuộc nhịp tăng như vậy thì hiện về thì thị trường đang có cái quá trình điều chỉnh trở lại.
về khoảng là 1080 điểm. Thì tôi nghĩ rằng là hiện tại ở cái trạng thái như này là giải sideways, thì trong cái trạng thái như vậy thì tâm lý của nhà đầu tư tôi bình ổn hơn khá nhiều. Đương nhiên ở đây thì cũng chúng ta cũng phải nhìn nhận một điều rằng là bình ổn đây không có nghĩa rằng là thị trường sẽ có hiệu tích cực ngay, đúng không? Bình ổn đây có nghĩa rằng là sau một cái nhịp mà hồi phục thì tâm lý thị trường đang có dấu hiệu chờ đợi và lưỡng lự. Tại vì những cái phản ứng tích cực như là tỷ giá giảm thì cũng đã phải đánh vào giá cổ phiếu rồi, cũng đã phải đánh vào mức tăng của thị trường rồi. Và hiện tại thì chúng ta đang chờ đợi cái câu chuyện kỳ vọng mới, ví dụ như tăng trưởng tín dụng ở cuối năm. Thì tôi nghĩ rằng là thị trường hiện tại đang trong một cái gọi là tâm lý ổn định và chờ đợi trong một vài phiên tới liệu rằng là có thay đổi hay không, và tôi nghĩ rằng là thị trường sẽ có những thay đổi trong một vài phiên tới. Chia sẻ rất là hữu ích của anh Chiến, chuyên gia của chúng ta. Và thưa quý vị, thị trường chứng khoán đã trải qua nhiều biến động sụt giảm trong thời gian gần đây, nhưng vẫn ghi nhận mức tăng hơn 8% kể từ đầu năm 2023. Dù vậy, đà tăng có sự phân hóa mạnh mẽ khi nhóm cổ phiếu lớn VN30 không thực sự gây chú ý. Thay vào đó, nhóm vốn hóa vừa VN Midcap lại thu hút dòng tiền rất là mạnh mẽ. Kết thúc phiên giao dịch ngày 27 tháng 11, chỉ số VN Midcap đạt 1.639,47 điểm, tăng 25,26% so với mức đầu năm. Mức hiệu suất này vượt trội hơn hẳn so với 7,59% của VN Index và bỏ xa mức tăng vỏn vẹn 6,73% của VN30. Vâng, kể từ tháng 9 tới nay thì nhóm cổ phiếu lớn đã quay đầu giảm mạnh, trong khi mà nhóm cổ phiếu vừa thì vẫn giữ được những cái nhịp của họ khá là tốt. Điều này thì khiến hiệu suất của chỉ số VN30 hiện tại là đang bị hiệu suất của VN Midcap và vượt mặt trong khoảng thời gian gần đây. Thì anh Phục, anh có đánh giá như thế nào về cái hiện tượng xảy ra này trong cái khoảng thời gian là cách đây khoảng một tháng trở lại đây? Vâng, thực sự có thể nói rằng là bản thân các cái cổ phiếu blue chip thì trong thời gian vừa qua thì nếu nhìn chung thì là kết quả tương đối tích cực, là cái nhóm rất là ổn định. Tuy nhiên thì đi sâu vào thì lại có những cái nhóm cổ phiếu lại tác động rất lớn đến VN Index thì bị sụt giảm mạnh. Ở đây thì ví dụ cụ thể luôn là nhóm Vin vừa rồi chẳng hạn bị bán rất là nhiều, giá giảm khá sâu, từ đó khiến cho cái VN30 trở nên là kém hiệu quả hơn. Đấy là nguyên nhân thứ nhất. Bên cạnh đó thì nguyên nhân thứ hai là thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta 80-90% quyết định với các nhà đầu tư cá nhân, và họ thiên về cái việc gọi là đầu tư lướt sóng, đánh nhanh hơn. Thế do đó rằng là các cái cổ phiếu blue chip có vẻ như không phù hợp vào những cái giai đoạn dòng tiền không phải quá mạnh như thế này, mà họ tập trung vào những cái cổ phiếu mid cap nhiều hơn. Bởi vậy cho nên là chúng ta thấy rằng là cái sự sôi động của các cái cổ phiếu mid cap là có cái phần gọi là tích cực hơn so với các cái cổ phiếu blue chip, và cũng từ đó cũng làm cho cái hiệu quả của các cái cổ phiếu mid cap là có cái phần nhỉnh hơn so với blue chip ở những cái giai đoạn sideways như này. Thì điều này là một cái điều cũng hết sức bình thường vào những cái giai đoạn thị trường mà thiếu đi những cái động lực dòng tiền lớn. Đó, thiếu đi động lực dòng tiền lớn. Tuy nhiên thì tôi đánh giá là như này, nếu về mặt lâu dài thì dù sao thì cái nhóm blue chip vẫn là cái nhóm dẫn dắt cầm trịch thị trường. Nếu mà nhà đầu tư lại bỏ qua, khiến cho những cái cổ phiếu blue chip này giá rất rẻ, rất hấp dẫn chẳng hạn, có cổ tức cao, tăng trưởng ổn định, thì lại là một cái cơ hội rất tốt cho những nhà đầu tư dài hạn có thể canh nhặt vào các cái blue chip giá rẻ như vậy. Vâng. Một trong những cái cổ phiếu mà chúng ta cũng đang nhìn thấy thuộc nhóm blue chip giá rất là thấp, đó chính là Thế Giới Di Động hoặc là Masan, đúng không ạ? Nhóm cổ phiếu bán lẻ đợt này là cũng đang có những cái mức giá rất là hấp dẫn. Vâng, chúng ta cùng nhau quay trở lại với cả nhóm VN Midcap một chút. Thì gần đây sự ra đời của quỹ ETF DCVFM VN Midcap, quỹ đầu tiên của Việt Nam có mục tiêu mô phỏng gần nhất biến động chỉ số VN Midcap vào giữa năm 2022, cũng là một yếu tố tích cực hỗ trợ tâm lý cho nhà đầu tư, đúng không ạ, với nhóm cổ phiếu này. Anh Chiến, anh đánh giá như thế nào với cái sự xuất hiện của một cái nhóm quỹ mới này? Và khi mà chúng ta thấy là có quỹ ETF đầu tư vào nhóm cổ phiếu Midcap thì rõ ràng là chúng ta có thêm một cái dòng tiền để đầu tư vào cái nhóm cổ phiếu này. Tuy nhiên là chúng ta cũng lưu ý một điều rằng là với cái quỹ ETF ấy thì bản thân họ là một quỹ mang tính bi động là chính, tức là họ mua và nắm giữ theo cái diễn biến và mô phỏng chỉ số. Và cái mức độ tác động của họ thì tôi nghĩ rằng là có tích cực đấy, nhưng mà không phải là cái tích cực đấy nó quá mạnh. Nó cũng tác động đến việc là xu hướng giá cổ phiếu, các cái cầu đối với nhóm Midcap cũng có tăng lên. Tuy nhiên rằng là chúng ta lưu ý một điều rằng là thì đối với nhóm Midcap ấy thì cái câu chuyện ở đây là bao giờ cũng sẽ có biến động mạnh hơn rất nhiều so với thị trường chung. Tức là nếu như mà thị trường chung mà tăng 1% thì thông thường cái nhóm cổ phiếu Midcap có thể là cái tác động của nó, cái mức tăng của nó có thể gấp 3. Tuy nhiên ở chiều ngược lại thì mức giảm cũng có thể giảm nhiều hơn rất là nhiều. Ví dụ như thị trường từ đầu năm tăng đâu đó khoảng 7-8%, nhưng mà rõ ràng là chúng ta nhìn vào cổ phiếu dữ liệu về nhóm Midcap tăng gấp 3 lần, đúng không? Tăng trên 20%. Nhưng ở chiều ngược lại thì chúng ta cũng thể là chứng kiến nếu như mà thị trường có giảm chẳng hạn đấy, thì tôi nghĩ rằng là cái mức giảm của thị trường cũng sẽ tác động là bởi nhóm Midcap thì cũng sẽ giảm mạnh hơn khá nhiều so với là thị trường chung. Do đó thì cái câu chuyện của nhóm Midcap nếu mà nhìn vào ký chỉ số ấy, thì chúng ta cũng nên nhìn vào cái tổng thể của thị trường là mức tăng là bao nhiêu. Còn đối với cái quỹ ETF thì tôi nghĩ rằng là có tác động tích cực, nhưng mà tác động tích cực ở đây thì chúng ta nên hiểu rằng là họ mang đầu tư là theo một phòng theo chỉ số,
và mang tính khá bị động, cho nên là không tác động nhiều trực tiếp vào cái xu hướng giá cổ phiếu. Vâng, thực ra thì những cái cổ phiếu VN Midcap cũng có rất nhiều những cổ phiếu mà chúng ta có thể điểm mặt đặt tên và rất là quen thuộc, ví dụ như là CTR, FRT, Nhựa Bình Minh, BMP, Hóa chất Đức Giang, hoặc là Kemandep, GMD. Vâng, rất là những cái cổ phiếu mà chúng ta cũng đã chứng kiến cái mức tăng rất là ấn tượng từ đầu năm đến nay, đúng không ạ? Và phải chăng là những cái cổ phiếu mang midcap như thế này nhưng lại có những cái nền tảng kinh doanh rất là tốt, rất là ổn định, chính là những cái bệ đỡ và chính là những cái lực đẩy của nhóm midcap trong cái khoảng thời gian vừa qua, thưa anh Phục? Vâng, về cơ bản là chúng ta có thể thấy là cũng khá nhiều các cái cổ phiếu midcap thì có cái cơ hội trở thành blue chip chẳng hạn. Thì là những cái cổ phiếu thì lại được nhà đầu tư rất là quan tâm. Cộng thêm là cái kết quả kinh doanh của họ được cũng được dự báo là tích cực trong cái thời gian tới. Thì do đó rằng là cũng thu hút được khá nhiều cái sự quan tâm của nhà đầu tư. Và bên cạnh đó là có những cái câu chuyện riêng. Thì khi đó thì cũng sẽ thu hút được những cái nhóm nhà đầu cơ có theo thông tin. Thì họ có thể thúc đẩy những cái nhóm đó. Thì ví dụ như là liên quan đến DGC thì đó là kỳ vọng về việc tạo đáy kết quả kinh doanh. Cũng như là về kỳ vọng là một cái ông trùm trong cái mảng liên quan đến hóa chất. Rồi là sau này là một cái đơn vị cung cấp các cái nguồn nguyên liệu rất là tốt cho các cái doanh nghiệp sản xuất chip chẳng hạn, đúng không? Hay là cũng khá nhiều các cái doanh nghiệp như là Nhựa Bình Minh là một doanh nghiệp là vươn lên khỏi cái nhóm nhựa để bứt phá lên cái vị trí khẳng định vị trí dẫn đầu, và với cái việc hưởng lợi rất là tốt từ cái việc là giá nguyên vật liệu rẻ ở trong cái giai đoạn trước đó, thì hiện nay cái kết quả tích cực bên cạnh đó là cái việc cổ tức của họ cũng rất cao, thì khiến cho dòng tiền vào cũng khá là mạnh, và những cái cổ phiếu thì có những cái biểu hiện tốt hơn so với trung bình của thị trường khá nhiều, và nó cũng kéo cái danh mục midcap lên cũng khá tốt. Vậy anh Phục, anh đánh giá như nào về CTR? Về CTR thì đây là một cái doanh nghiệp có cái triển vọng tương lai rất tốt ở cái mảng đó là liên quan đến mạng 5G, 4G, 5G. Xây dựng hạ tầng viễn thông. Đúng không ạ? Thì khi đó thì người ta trên thế giới cũng có một cái trường hợp là Towerco ở Mỹ cũng đã tăng giá lên đến hàng trăm lần trong một cái thời gian khá là ngắn. Thì người ta cũng kỳ vọng rằng là CTR sắp tới sẽ là gần như là độc quyền liên quan đến các cái trạm phát sóng như thế ở Việt Nam. Thì có cơ hội có thể tăng trưởng kết quả kinh doanh khá là mạnh khi mà phổ cập cái mạng 5G ở Việt Nam. Từ đó cho thấy rằng là CTR cũng có một cái triển vọng rất là tốt như thế. Thì chúng ta thấy rằng là các cái nhà mạng khác thì hiện nay thì họ cũng không dại gì mà họ phải đầu tư thêm những cái đó. Thì khi đó họ lại đổ hết vào cái việc là thuê các cái trạm của CTR trong tương lai. Rồi bên cạnh đó thì cái bước sóng đối với 5G thì nó cũng ngắn hơn. Thế do đó cũng cần là cái mật độ chạm nhiều hơn rất nhiều. Thì đấy chính là một cái tiềm năng tăng trưởng của CTR mà giới đầu tư đang nhìn nhận đó. Bởi vậy cho nên là chúng ta có thể thấy là giá cổ phiếu CTR cũng được người ta định giá ở một mức rất là cao. Tuy nhiên thì cao thì cũng có lý của nó. Nhưng mà đối với những nhà đầu tư cá nhân thì chúng ta cũng nên cần phải thận trọng và cũng cần phải tham khảo thêm nhiều nguồn nữa thì mới nên ra quyết định. Chính xác là như anh Phục chia sẻ thì chúng ta đang thấy là năm cổ phiếu ở đây cũng là năm cổ phiếu mà có những cái câu chuyện kinh doanh rất là bứt phá và cũng có những cái câu chuyện rất là nhãn tiền. Nói chia sẻ vui một chút thì ví dụ như là anh Việt, chủ tịch DG World, anh ấy cũng chia sẻ là anh cầm CTR rất nhiều, những nhà đầu tư lớn thì cũng đã và đang quan tâm đến nhóm cổ phiếu VN Midcap. Vâng, và thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với các nội dung tiếp theo của chủ đề chính ngày hôm nay, xin mời các chuyên gia cùng các vị khán giả nghỉ trong một ít phút và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Thị trường tài chính là gì? Là việc mua bán giữa các sản phẩm tài chính, các mặt hàng sản phẩm liên quan đến tiền tệ, chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu, tiền mã hóa. Thị trường tài chính gồm thị trường tiền tệ, bao gồm thị trường liên ngân hàng, ngoại hối, tín dụng. Thị trường vốn, bao gồm thị trường thế chấp, cho thuê tài chính, chứng khoán. Thị trường công cụ nợ, ví dụ như mua bán trái phiếu. Thị trường công cụ vốn, mua bán các cổ phiếu của các công ty cổ phần. Thị trường công cụ phái sinh, phát hành, mua bán các chứng khoán phái sinh. Thị trường sơ cấp, các công cụ tài chính được bán cho người đầu tiên mua chúng. Thị trường thứ cấp, giao dịch công cụ tài chính sau khi chúng được phát hành trên thị trường sơ cấp căn cứ vào tính chất pháp lý. Thị trường chính thức, giao dịch được thực hiện tuân theo nguyên tắc thể chế do nhà nước quy định, chủ thể được pháp luật thừa nhận. Thị trường không chính thức, không được nhà nước bảo hộ. Vai trò của thị trường tài chính là sợi dây liên kết giữa người mua, người bán. Sử dụng hợp lý số tiền mình có, tạo lập điều hòa các nguồn vốn. Và kinh doanh.
Trong báo cáo mới cập nhật thì công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset đánh giá bức tranh kết quả kinh doanh quý 3 nhìn chung tương đối giằng co, lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng 0,3% so với cùng kỳ, trong đó có một số ngành có mức tăng trưởng vượt trội. Trong đó ghi nhận của chúng tôi thì nhóm ngành tăng gồm dầu khí tăng 829%, tài nguyên cơ bản tăng 162%, dịch vụ tài chính tăng 104%, ô tô và phụ tùng tăng 56%, xây dựng và vật liệu tăng 23%, bảo hiểm tăng 19%. Vâng, đầu tiên thưa anh Phục, anh có đánh giá như thế nào về bức tranh toàn cảnh lợi nhuận sau thuế toàn thị trường của quý 3 năm 2023? Vâng, về cơ bản thì chúng tôi nhận thấy rằng là như các chương trình trước tôi có chia sẻ, cái quý 3 đó chính là một cái điểm uốn của kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết. Thì từ quý 4 năm 2022 đến hết quý 2 năm 2023, đó là một cái giai đoạn gọi là gánh chịu những cái ảnh hưởng khó khăn từ cái khủng hoảng trái phiếu, lạm phát trên thế giới cao vân vân, tác động khiến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bị trôi trọc và bị giảm khá là mạnh. Và đến quý 3 năm 2023 này là cái quý đầu tiên cái kết quả kinh doanh bắt đầu trở lại so bằng hoặc tăng trưởng so với cùng kỳ. Và đây cũng là có thể nói là một cái khởi đầu để cho các quý tới kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ có sự tăng trưởng trở lại khá là ấn tượng. Thì tôi cho rằng là đây là một cái thời điểm rất quan trọng về kết quả kinh doanh. Còn đối với kết quả kinh doanh của từng ngành thì cho thấy một cái sự phân hóa rất mạnh mẽ. Có những ngành tăng trưởng rất mạnh, ngược lại có những ngành giảm rất là sâu. Điều này cho thấy rằng là qua khó khăn thì đã sàng lọc các ngành. Ngành nào là có xu hướng triển vọng tốt cũng được thể hiện rõ hơn. Ngành nào có cái xu hướng gọi là đuối đi thì cũng thể hiện rõ hơn. Và nếu về các doanh nghiệp thì cái sự phân hóa còn mạnh mẽ và rõ ràng hơn rất nhiều nữa. Thì cái điều này vừa tạo ra cho các nhà đầu tư những cái cơ hội để có thể lựa chọn những cái ngành tốt, những cái cổ phiếu mạnh ở trên thị trường cho một vài năm tới. Thì đây là một cái cơ hội có thể nói rất tốt như vậy. Vâng. Và đương nhiên rồi, nếu mà chúng ta nói về tốc độ tăng trưởng thì chính là nhóm ngành dầu khí với mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất là 829% trong quý 3 năm 2023. Vâng, và thưa anh Chiến, với một tư cách là một chuyên gia cũng đã gắn bó với ngành rất là nhiều và có những cái hiểu biết rất là sâu sắc về nhóm ngành dầu khí, thì anh có đánh giá như thế nào về việc chúng ta sẽ đầu tư vào nhóm ngành này trong cuối năm nay hoặc là sang đầu năm 2024? Tôi nghĩ là ngành dầu khí là một ngành mà cũng khá tiềm năng cho năm 2024, và tại vì chúng ta nhìn vào cái chu kỳ ngành ấy, thực tế thì chu kỳ ngành của ngành dầu khí có thể nói rằng là khoảng độ 10 năm trở lại thì chúng ta có một lần. Thì vào năm 2014 và năm 2015 ấy, thì đấy là chu kỳ gần như đỉnh cao nhất của ngành dầu khí trong khoảng độ 10 năm trở lại đây. Khi mà ở thời điểm đó thì ngành dầu khí thì có cái giá dầu thì ở mức tăng khá là cao, và kèm theo đó thì ở thời điểm đó thì cái trữ lượng khai thác ta gần như đạt đỉnh. Tuy nhiên là trong khoảng độ là 2-3 năm trở lại đây thì cái trữ lượng khai thác dầu khí chúng ta giảm khá là mạnh. Về mặt dầu thô ấy, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đang có cái tốc độ giảm khoảng độ 15-25% một năm rồi, tại vì những cái mỏ dầu mỏ khí chúng ta thì đang trong một cái đoạn cuối của quá trình khai thác, và đó là lý do vì sao chúng ta dự kiến là trong 2 năm trở đây và đặc biệt trong đoạn gần đây chúng ta đang có những cái động thái đẩy rất mạnh trở lại về việc là khai thác và thăm dò những cái mỏ khí mới để đảm bảo cho việc an ninh năng lượng. Còn nếu không thì chúng ta sẽ gặp cái tình trạng, có thể là chúng ta gặp tình trạng nó phụ thuộc vào năng lượng ở bên ngoài. Do đó thì về mặt thiên thời thì tôi nghĩ rằng là chúng ta đang có cái thiên thời trong nước là chúng ta đang đẩy mạnh cái hoạt động dầu khí. Đó thì đó là lý do vì sao mà chúng ta những cái biomol hay là những cái giá thúc đẩy thì đang rất là tốt. Tuy nhiên chúng ta cũng điểm bất lợi một chút so với thời đỉnh cao, đó là cái giá dầu của ta ở trên thế giới thì không được cao. Giá dầu vào năm 2014 và năm 2015 ấy, thì duy trì ở đâu đó khoảng độ 120 USD trên một thùng. Hiện tại chúng ta duy trì ở đâu đó khoảng độ 70-80 USD trên một thùng. Tuy nhiên với mức giá đấy thì nó cũng đảm bảo ta sẽ đẩy mạnh cái quá trình là khai thác. Và cái quá trình đẩy mạnh tôi nghĩ rằng là vào năm 2024 ấy, thì bắt đầu là quá trình thực thi rồi. Ví dụ như là BVS thì cũng có thể là bắt đầu thực thi vào đầu năm 2024, có thể một phần nào đó trong cái dự án Lobeomon. Thì đó là những cái yếu tố mà tôi nghĩ rằng là nó đang cho thấy rằng là ngành dầu khí đang trong một cái chu kỳ từ đấy đi lên. Và những cái cổ phiếu mà chúng ta nên lựa chọn và tập trung thì tôi nghĩ rằng là bao giờ cũng là nhóm cổ phiếu mà liên quan đến cái nhóm dịch vụ dầu khí. Ví dụ là BVD, BVS là những cái nhóm mà thượng nguồn, những cái nhóm thượng nguồn và tham gia cái quá trình khai thác dầu khí. Và trên thực tế là chúng ta đang chứng kiến cái sự thiếu khí rất là nhiều. Ví dụ riêng trong ngành điện thôi thì chúng ta đã thấy nhân trạch 1 là thiếu khí rồi này, đúng không ạ? Nhân trạch 2 vừa mới bảo tại tu bảo dưỡng xong là cũng thiếu khí. Nhân trạch 3, 4 sắp sửa vận hành ở quý 3 2024 là cũng đang chuẩn bị phải nhập khí nhiên liệu hóa lỏng về. Cà Mau cũng 1-2 cũng gặp phải tình trạng tương tự. Do vậy là những cái chia sẻ của anh Chiến thực sự là rất là hữu ích, và rõ ràng là cái nhóm ngành dầu khí của chúng ta và đặc biệt là thượng nguồn vẫn sẽ là những cái nhóm ngành mà chúng ta cũng cần phải theo dõi, đúng không ạ, trong thời gian sắp tới. Vâng, và tiếp tục đó chính là nhóm ngành chứng khoán, đó chính là một cái thông tin mà cũng rất là đáng chú ý, và cuộc đua tăng vốn hàng chục nghìn tỷ của các công ty chứng khoán đang có dấu hiệu sôi động trở lại trong giai đoạn nửa cuối năm 2023.
Theo thống kê, dự kiến sẽ có ít nhất 5 công ty chứng khoán thực hiện tăng vốn điều lệ trong thời gian tới, gồm chứng khoán LP Bank, tức là LPBS, chứng khoán SSI, mã là SSI, chứng khoán VN Direct, mã là VND, chứng khoán Tiên Phong, mã là TPS, mã là ORS, vâng xin lỗi, chứng khoán Nhất Việt, mã là VFS, với tổng giá trị hút về khoảng 13,4 nghìn tỷ đồng. Vâng, thưa anh Phục, cùng với cả câu chuyện anh vừa chia sẻ về MBS đúng không ạ, cũng là có tiềm năng tăng vốn rất là cao trong thời gian tới, thì anh đánh giá về game tăng vốn ở thời điểm này như thế nào? Vâng, có thể thấy rằng là các công ty chứng khoán là các cái công ty cung cấp dịch vụ tài chính, và ở Việt Nam có một cái đặc thù rất là khác so với các nước khác. Thì vừa qua thì đặc biệt trong năm 2021 và 2022, rất nhiều các nhà đầu tư có thắc mắc rằng tại sao thị trường chứng khoán Việt Nam ở Đông Nam Á thì chỉ xếp thứ mấy thôi, xếp thứ 3, thứ 4 gì đó, và có cái quy mô vốn hóa của chúng ta cũng không phải quá lớn so với các cái thị trường khác. Nhưng mà giá trị vốn hóa ở các công ty chứng khoán Việt Nam lại toàn nằm top đầu trong cái vốn hóa của các công ty chứng khoán ở Đông Nam Á. Thì đó là một cái, ngoài cái việc là thị trường chứng khoán có những lúc đẩy giá quá cao các cổ phiếu đó, còn một cái đặc thù rất quan trọng nữa, đó là các công ty chứng khoán ở Việt Nam thực hiện rất nhiều các hoạt động kinh doanh, từ tự doanh này, ở môi giới này, cho vay mua vin này, rồi là IB này, tức là ngân hàng đầu tư ấy. Nhưng mà thực tế thì ở các cái công ty chứng khoán ở nước ngoài, cứ nói đến công ty chứng khoán đó là công ty môi giới chứng khoán thôi. Họ không làm các cái nghiệp vụ IB vân vân đó, và tự doanh họ cũng không tự doanh luôn. Thế do đó là các công ty chứng khoán của Việt Nam thì do họ làm rất nhiều các hoạt động kinh doanh như thế, và họ có vai trò rất quan trọng. Ví dụ mà để mà doanh nghiệp được phát hành trái phiếu chẳng hạn, để có bảo lãnh tư hành, bảo lãnh phát hành trái phiếu, thì chỉ có công ty chứng khoán có chức năng. Còn ngân hàng thương mại chúng ta cứ tưởng là có chức năng, nhưng mà thực ra không phải, phải qua công ty chứng khoán cơ. Thế do đó rằng là công ty chứng khoán ở Việt Nam họ thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh thì họ cũng có nhu cầu rất cao về vốn. Nhu cầu rất cao về vốn. Thì cá biệt có những cái công ty chứng khoán dẫn đầu, ví dụ như SI và VND, là hai công ty chứng khoán có quy mô tổng tài sản thậm chí hơn cả một ngân hàng nhỏ cơ. Đó. Thế do đó rằng là trong tương lai, khi mà thị trường tài chính của Việt Nam rất là phát triển và đón đầu cái xu hướng trong tương lai, các công ty chứng khoán ở đây họ phải có tầm nhìn vài năm trở lên. Ví dụ như là vài năm tới họ kỳ vọng là có thể nâng hạng này, kỳ vọng rằng kinh tế của chúng ta bùng nổ, thực hiện nhiều thương vụ IPO, gọi vốn quốc tế vân vân chẳng hạn. Thế thì họ phải tăng vốn để họ có thể đón đầu các cái cơ hội đó. Và cái việc tăng vốn của các công ty chứng khoán thì chỉ có thể thành công vào những cái giai đoạn thị trường chứng khoán tốt và tăng trưởng mạnh. Thế do đó là họ cứ đưa ra kế hoạch, và khi tốt đến là họ sẵn sàng tung ra cái kế hoạch tăng vốn và thực hiện thu hồi vốn. Và cái việc công ty ở Việt Nam hiện nay, cái việc kinh doanh vốn thì cái hiệu quả vẫn rất cao, cho dù rằng là nếu mà thị trường không quá sôi động, họ không cho vay hết thì họ vẫn còn nhiều ngách để họ có thể kinh doanh. Ví dụ như họ có thể đầu tư trái phiếu, họ có thể là kinh doanh rất nhiều các hoạt động khác ở trên, thậm chí là thị trường lên ngân hàng. Thế do đó là các công ty chứng khoán ở Việt Nam nhu cầu vốn còn rất nhiều, và cái việc tăng vốn của họ trong tương lai vẫn còn lớn. Và đây lại là những cái cơ hội cho các nhà đầu tư khi mà lựa chọn các cổ phiếu mà có tiềm năng tăng trưởng tốt mà lại có câu chuyện tăng vốn nữa, thì đấy lại là những cái cơ hội có thể sinh lời cao. Vâng, và một trong những cái lý do chính mà anh Phục cũng đã vừa chia sẻ đó chính là câu chuyện liên quan đến số lượng cho vay margin, đúng không ạ? Hoạt động cho vay margin cũng mang lại doanh thu rất nhiều cho các công ty chứng khoán. Và có những cái ý kiến cho rằng động thái dồn dập tăng vốn của nhiều công ty chứng khoán ghi nhận trong bối cảnh dư nợ cho vay tại các công ty chứng khoán tăng trưởng liên tiếp trong vài quý trở lại đây. Tại thời điểm 30 tháng 9 năm 2023, dư nợ cho vay phần lớn là cho vay margin tại các công ty chứng khoán ước tính đạt 165.000 tỷ đồng, tăng 15.000 tỷ so với cuối quý 2 và tăng 43.000 tỷ đồng so với cuối năm 2022. Vâng, vậy thì anh Chiến thì sao? Anh có đánh giá cái về như thế nào về cái động thái tăng vốn đi cùng với cả cái sự đón đầu cái nhu cầu gia tăng sắp tới rất mạnh mẽ của nhu cầu vay margin ạ? Và chúng ta chứng kiến là vào cuối năm 2021 và sang đầu năm 2022 ấy, thì khi đó chúng ta thấy là thị trường luôn trong một tình trạng là căng margin. Đó, một phần nguyên nhân quan trọng là do các công ty chứng khoán thì chưa thể đáp ứng được ngay vốn nhu cầu của thị trường. Thì tôi thấy rằng là một cái sự bùng nổ ở thị trường nó khiến cho cái lượng margin được cấp vốn rất là nhanh. Do đó thì tôi cũng nhìn thấy cái câu chuyện là các công ty chứng khoán nhìn thấy cái bài toán mang tính dài hạn của Việt Nam thì đang có một cái triển vọng tăng trưởng khá tích cực. Do đó thì họ đang đón đầu những cái xu hướng mang tính dài hạn. Thì chúng ta để ý một điều là cái quá trình tăng vốn này thì nó thể hiện là cái góc nhìn dài hạn của các cái công ty chứng khoán, thể hiện rằng là tiềm năng thì chúng ta đang làm còn khá tốt. Và chỉ cần chưa bùng nổ thôi, chúng ta thấy là cái lượng margin sẽ hấp thụ cực kỳ nhanh luôn. Cho nên là, và chúng ta để ý rằng là đối với ngành công ty chứng khoán thì cái câu chuyện tăng vốn gần như là câu chuyện là mang lại lợi thế cạnh tranh nó cực kỳ lớn. Tại vì là ngành chứng khoán bản chất về mặt sâu xa hơn chúng ta nhìn ấy, thì phần lớn cái lợi nhuận của họ đến từ hai mảng chính thôi, đó là mảng liên quan đến tự doanh, hai mảng liên quan đến dịch vụ tài chính, chủ yếu là cho vay margin. Còn mảng môi giới hiện tại thì các công ty chứng khoán hầu như là cái phần lãi của họ không quá nhiều.
Cho nên là bản chất công ty chứng khoán phần nào đó đó chính là phần mà kinh doanh cái nguồn vốn. Cho nên là công ty nào mà có nguồn vốn càng dày và càng nhiều thì càng có lợi thế cạnh tranh và dài hạn. Và đặc biệt là chúng ta để ý một điều rằng hiện tại thì chúng ta bắt đầu có thể triển khai cái ở cuối năm, tức là chúng ta sẽ có nhiều sản phẩm hơn. Và khi mà chúng ta cần nhiều sản phẩm hơn thì điều đó cũng có nghĩa rằng là các công ty chứng khoán phải có nhiều vốn hơn để đáp ứng những cái sản phẩm mới. Đó, thì do đó thì tôi thấy rằng là cái câu chuyện tăng vốn thì nó mang tính dài hạn khá nhiều. Còn trở lại cái câu chuyện margin thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là cái margin ấy trong quý 3 thì chúng ta thấy là số liệu margin của các công ty chứng khoán thì có cái dấu hiệu tăng lên. Tuy nhiên rằng là đó là thời điểm mà thị trường chứng khoán đạt đỉnh tính từ đầu năm, duy trì khoảng độ 1.250 điểm. Tuy nhiên hiện tại thì thị trường hiện tại giảm về mức ở vùng đáy, tức là ở vùng xem so với đầu năm. Cho nên tôi nghĩ là cái lượng margin hiện tại đang còn dư thừa khá nhiều và cái lượng margin nó cũng sẽ xem so với trong quý 1. Cho nên là đấy là câu chuyện mà tôi kỳ vọng rằng là khi mà margin chúng ta không quá căng còn đủ nhiều thì chỉ cần một yếu tố tích cực nào đó liên quan đến vĩ mô thì sẽ là một cái rất xúc tác khá tốt cho thị trường. Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của anh Chiến. Vâng, và thưa quý vị, trong cả năm 2024 thì các chuyên gia của Fingroup đã đưa ra 6 nhóm ngành có triển vọng tích cực. Đó là những nhóm ngành nào? Chúng ta cùng theo dõi. Vâng, theo đó, 6 nhóm ngành được đánh giá tích cực đó chính là công nghệ thông tin, bất động sản khu công nghiệp, dầu khí, xuất khẩu, thép và hóa chất. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về nhóm ngành công nghệ thông tin. Tiến trình chuyển đổi số và xu hướng AI đang kích thích chi tiêu cho phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin, đặc biệt là ở lĩnh vực liên quan đến cloud. Doanh nghiệp IT trong nước có lợi thế chi phí thấp và đa dạng sản phẩm, đúng không ạ? Và chúng ta cũng có cái nguồn nhân lực cũng khá là dồi dào. Anh Chiến, anh có đánh giá như thế nào về nhóm ngành công nghệ thông tin? Nhóm ngành công nghệ thông tin thực tế là đối với các cái doanh nghiệp lớn ở Việt Nam ấy thì chúng ta không có nhiều. Chúng ta chỉ có một vài cổ phiếu liên quan đến ngành công nghệ và viễn thông, ví dụ CMG hay là FPT thôi. Thì thực tế là FPT thì chúng ta được chú ý nhiều hơn. Do đó thì đây là một ngành mà tôi nghĩ là khá triển vọng. Và tôi nghĩ là về mặt dài hạn thì đặc biệt là cổ phiếu FPT thì có một cái tiềm năng khá tốt. Thì thực tế thì FPT hoạt động kinh doanh chính ở khoảng là 4 mảng. Đó, mảng công nghệ, mảng viễn thông, mảng đầu tư và mảng giáo dục. Thì trong đó thì cái mảng mà liên quan đến công nghệ và mảng viễn thông thì chiếm đâu đó khoảng độ 90% doanh thu và lợi nhuận. Do đó thì hai cái mảng này cũng chiếm đâu đó khoảng 90% giá trị của FPT. Thì trong hai cái mảng này thì tôi thấy rằng là cái mảng công nghệ của họ thì đang duy trì một cái độ tăng trưởng khá là mạnh, khoảng độ trên 30% một năm. Và đây cũng là cái động lực tăng trưởng chính cho FPT. Và đó là lý do vì sao mà thấy rằng là FPT là một trong những cổ phiếu mà tăng trưởng khá mạnh. Và đặc biệt là cái thị trường tăng trưởng của họ rất là lớn, là thị trường tăng trưởng ở công nghệ ở nước ngoài, ở trên thế giới. Cho nên là cái độ rộng của thị trường của FPT là cực kỳ lớn. Chúng tôi có thể hình dung một điều rằng FPT giống như là một cổ phiếu Vinamilk thứ hai Việt Nam, thậm chí là còn cái quan trọng hơn là tôi nhìn thấy là cái độ dài tăng trưởng họ có thể còn kéo dài hơn cả Vinamilk. Tại vì Vinamilk tăng trưởng chủ yếu từ cái câu chuyện là mở rộng thị phần ở trong nước, trong khi đó thì FPT cái câu chuyện của họ là phát triển ở thị trường trên thế giới, cho nên là cái thị trường họ là cực kỳ rộng. Do đó thì tôi nghĩ là đối với FPT và chính xác hơn đối với FPT thì sẽ là một cái câu chuyện tăng trưởng khá là dài. Vâng. Vậy thì câu chuyện về cổ phiếu FPT đi, thì về giá của FPT thì chúng ta cũng đã thấy là FPT có những cái mức tăng trưởng khá là tốt và sau đó thì tạo đỉnh ở mức khoảng trên dưới 90.000 đồng và bây giờ thì giảm xuống, đúng không ạ? 93.000 và giảm xuống ở thời điểm hiện tại đến là 90.000 đồng tròn. Thì anh Chiến, anh có đánh giá như thế nào, liệu chúng ta đã nên tiếp tục mua vào cổ phiếu FPT ở thời điểm hiện tại chưa? Thực tế chúng ta nhìn vào cái diễn biến của FPT trong khoảng độ là 7 năm trở lại đây thì luôn có một cái mức sinh lời tốt hơn so với tương chung. Và đặc biệt là khi mà tương giảm, thực tế là FPT giảm không quá nhiều và vẫn đang ở vùng đỉnh, mặc dù là có sự điều chỉnh đấy nhưng mà thực tế là cái vùng giá thì vẫn là vùng đỉnh. Do đó thì tại những cái vùng giá điều chỉnh này thì tôi nghĩ đây là thời điểm nên mua. Cái quan trọng nhất là chúng ta mua phiếu FPT thì chúng ta nhìn vào cái câu chuyện cơ bản của doanh nghiệp rằng có cái câu chuyện tiềm năng tăng trưởng nữa hay không. Thì tôi nghĩ rằng là đối với FPT thì cái câu chuyện tăng trưởng họ vẫn sẽ duy trì ở cả mảng viễn thông và mảng công nghệ, đặc biệt là mảng công nghệ. Trong khi đó hai mảng liên quan mảng đầu tư chẳng hạn đấy và mảng giáo dục thì họ đã cực kỳ hiệu quả. Họ về mảng đầu tư thì họ đang gọi là đầu tư vào cổ phiếu FLT này hay là T-Bank, đều là những cái khoản đầu tư cực kỳ tốt luôn. Nếu mà tính theo giá thị trường thì còn rất là lớn. Cho nên là đối với FPT, câu chuyện tăng trưởng có, đúng không? Cấu trúc vốn tốt và đặc biệt là những cái hoạt động kinh của họ thì mảng nào gần như cũng đều mang lại hiệu quả khá cao. Và sau đó thì tại những cái vùng giá điều chỉnh thì tôi nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có thể đầu tư đối với FPT. Và tiếp tục là các chuyên gia của Fingroup có chia sẻ về các nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp, dầu khí, xuất nhập khẩu và thép thì chúng ta cũng đã chia sẻ rất là kỹ ở khoảng thời gian đầu của chương trình rồi. Còn một nhóm ngành nữa đó chính là nhóm ngành hóa chất ạ. Với nhóm hóa chất thì phải chăng cơ hội sẽ đến từ nhu cầu tiêu thụ thiết bị bán dẫn toàn cầu sẽ tăng mạnh, tức là tăng khoảng 20,2% trong năm 2024, tăng khoảng 10% so với cả dự báo trước đó nhờ xu hướng gia tăng sử dụng các sản phẩm AI và tồn kho máy tính điện thoại sẽ trở về ở một cái mức phục hồi về bình thường nửa cuối năm 2024. Vậy thì anh Phục, anh có đánh giá như thế nào về cái triển vọng của nhóm hóa chất trong tương lai ạ?
Vâng, nhóm hóa chất thì cũng có rất là nhiều, nhưng mà chủ yếu là người ta nói đến đó là Đức Giang là nhiều Giang, đúng chưa. Nhóm hóa chất thì nếu mở rộng ra rất là nhiều, bao gồm cả các loại doanh nghiệp như CSV chẳng hạn, liên quan đến sút rồi là axit rồi rất nhiều thứ, rồi là các doanh nghiệp đạm, đúng không ạ, đạm Cà Mau, đạm Phú Mỹ, vân vân đó. Thì tuy nhiên thì nhà đầu tư chủ yếu quan tâm nhiều hơn đến là DGC như là nhóm đạm. Thì nhóm đạm, nhóm phân đạm, phân bón ấy, thì nhóm đó thì chúng tôi cho rằng là cái kết quả kinh doanh thì nó cũng tương đối là phập phù và phụ thuộc rất nhiều vào cái biến động của giá nguyên liệu đầu vào cũng như cái nhu cầu ở trên thế giới. Mỗi khi bất ổn kinh tế chính trị trên thế giới thì người ta thường chú ý đến đó là cái cơ bản nhất của con người, chính là ăn uống, đó là lương thực, thực phẩm. Thế do đó là các cái công ty về phân bón thì sẽ được hưởng lợi những cái giai đoạn mà bất ổn kinh tế chính trị ở trên thế giới thì sẽ được hưởng lợi rất lớn. Rồi nếu mà kinh tế chính trị thế giới mà ổn định chẳng hạn thì nhóm phân bón lại không thực sự là được bùng nổ và hấp dẫn. Còn đối với cổ phiếu Đức Giang, nhóm Đức Giang gồm là DGC và PAT thì đây là các cái doanh nghiệp có sức khỏe tài chính có thể nói là tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, chứ không phải là tốt nhì, tốt ba nữa. Bởi vì doanh nghiệp Đức Giang này chẳng hạn nợ vay gần như là không, trong khi lượng tiền mặt họ nắm giữ gần 10.000 tỷ đồng. Đó. Và đây là một cái doanh nghiệp thú vị ở chỗ đó là họ thâm dụng vốn rất ít. Tức là về cơ bản họ đầu tư cố định vân vân rất ít, chỉ có 1, 2, 3 ngàn tỷ thôi. Nhưng mà năm vừa rồi có những năm họ có thể mang lại lợi nhuận lên đến 3 ngàn tỷ. Đúng không? Vài ngàn tỷ một năm. Thế do đó rằng cái doanh nghiệp đó là một cái doanh nghiệp có sức khỏe tài chính rất tốt, sẵn sàng có thể đón nhận những cái cơ hội mở rộng trong tương lai. Ví dụ như là người ta kỳ vọng rằng là các cái dự án bauxit ở Tây Nguyên chẳng hạn, thì DGC có cơ hội có thể thực hiện các dự án đó bởi vì tiềm lực tài chính của họ mạnh. Bên cạnh đó thì các cái dự án mở rộng của DGC như là ở Thanh Hóa chẳng hạn thì có cơ hội làm cho tăng công suất. Hay là vấn đề ở chỗ là DGC cũng đang có cái mục tiêu hướng đến đó là tham gia vào cái chuỗi sản xuất, một phần trong cái chuỗi sản xuất chip này, rồi sản xuất pin này, vân vân. Thì từ đó có thể giúp doanh nghiệp này có thể tăng trưởng trong tương lai tương đối tốt với một cái xu hướng người ta có nhu cầu bán dẫn rất nhiều. Đó. Bên cạnh đó thì vừa tăng trưởng thì do tài chính tốt thì DGC lại có thể trả cổ tức bằng tiền mặt cao hơn so với lãi gửi ngân hàng chẳng hạn. Thì sắp tới đây tháng 13, 12 này, 20 tháng 12 thì phải, tôi nhớ không nhầm như vậy, thì DGC cũng lại ứng trước cái cổ tức vài ngàn đồng. Trong khi đó đầu năm thì họ cũng trả 4.000 đồng rồi, 4 hay 5.000 đồng gì đó. Thì cho thấy là đây là một cái doanh nghiệp vừa có thể nhận cổ tức mà vừa có thể kỳ vọng rằng kết quả kinh doanh tăng trưởng trong tương lai. Từ đó thì đa phần các nhà đầu tư đánh giá rằng trong năm 2024 cũng như 2025 thì nhóm này có thể là có cái gọi là sức bật tốt hơn so với trung bình của thị trường chứng khoán. Cái dòng tiền của Đức Giang thực sự là rất là ưu việt, đúng không ạ? Khi mà dòng tiền từ hoạt động kinh doanh quý nào cũng 2-3 nghìn tỷ, xong rồi tỷ suất nợ trên vốn thì chỉ có 0,1 thôi, là một con số rất là đáng mơ ước. Vậy chăng là nếu mà chúng ta đang nhìn vào cái câu chuyện trong tương lai, đó là khi mà đón đầu các cái xu hướng FDI và đặc biệt là FDI liên quan đến bán dẫn, xu hướng bán dẫn toàn cầu, thì cái nhu cầu tăng lên có thể là khiến cho Đức Giang sẽ phải chi nhiều tiền hơn cho các cái công chuyện liên quan đến đầu tư cơ sở vật chất cũng như là tự đầu tư tài sản cố định không thưa anh? Vâng, về cơ bản là khi mà Đức Giang mà lấn sân sang các cái mảng liên quan, các cái mảng có cái giá trị cao hơn thì rõ ràng họ phải đầu tư nhiều hơn. Vâng. Nhưng mà chúng tôi nhìn thấy là với cái việc là họ đang nắm giữ cái lượng tiền mặt và tiền gửi lên đến gần 10.000 tỷ đồng thì cái việc này nó lại không phải là vấn đề với Đức Giang nữa rồi. Và hơn nữa thì Đức Giang thì có một cái sự kết hợp khá là tốt giữa những cái lãnh đạo đầy kinh nghiệm, đó chính là ông Huyền, chủ tịch. Bên cạnh đó thì là có anh Duy Anh, tức là cũng là con trai ông Huyền, nhưng mà anh lại là một cái người rất là giỏi, học nước ngoài về, tiếp xúc được những cái kiến thức tiên tiến nhất. Bên cạnh đó lại có sự dìu dắt của chủ tịch Huyền rất nhiều năm trong ngành, thành ra đây là có thể nói là một cái doanh nghiệp có sự kế thừa kế cận rất là tốt. Họ kết hợp được giữa truyền thống và hiện đại, từ đó thì cái việc hoạt động kinh doanh của DGC thì cũng có cái hơi hướng, thứ nhất là vừa mang tính hiện đại là có thể tấn công mạnh và tham gia sâu hơn vào cái chuỗi giá trị toàn cầu, nhưng mà lại cũng lại có cái sự thận trọng của những người gọi là ăn chắc mặc bền, đó là duy trì tiền mặt lớn. Thế từ đó thì nó giúp cho Đức Giang giảm thiểu cái rủi ro khi họ mở rộng. Đó. Và các cụ cũng đã có câu là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Thì đây là cái cơ sở mà Đức Giang đang có. Và rõ ràng như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là cái cơ hội trên rủi ro đối với trường hợp Đức Giang mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh là sẽ lớn hơn rất nhiều. Cơ hội lớn hơn so với rủi ro. Vâng, chúng ta đang nhìn thấy dáng dấp của một người khổng lồ tương lai, đúng không ạ, của hóa chất Đức Giang.
mặc dù bây giờ họ cũng đã là đứng đầu trong ngành hóa chất và các cái sản phẩm liên quan đến hóa chất rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với câu chuyện đầu tư cho giai đoạn cuối năm. Vậy kịch bản nào sẽ đến với VN Index trong giai đoạn cuối năm? Chương trình sàn chứng khoán Info xin đưa ra 3 kịch bản như sau. Theo đó, 3 kịch bản gồm: kịch bản 1, VN Index sideways, Dow trở lại kiểm định vùng 1.000 đến 1.050 điểm, giằng co vùng này chờ tín hiệu tiếp theo. Kịch bản 2, VN Index sideways down nhưng mức giảm sâu hơn về kiểm định lại mốc 950 đến 1.000 điểm. Và kịch bản thứ 3, VN Index bật tăng mạnh mẽ vượt 1.150 điểm. Vâng, chúng ta có 3 kịch bản khá là rõ ràng đúng không ạ? Đầu tiên thì tôi xin phép hỏi anh Chiến, anh có xu hướng là đồng tình với quan điểm của cái kịch bản nào hơn? Thì với những quan sát của tôi thì tôi đồng tình với tôi thì theo xu hướng là kịch bản thứ 3 hơn, tức là VN Index bật tăng mạnh mẽ lên 1.150 điểm. Thì có thể là mức tăng sẽ không đạt tầm đấy, nhưng mà với những cái gọi là những cái dữ liệu mà tôi quan sát về vĩ mô, kỳ vọng về vĩ mô từ đây đến cuối năm chẳng hạn thì chúng ta cũng không có quá nhiều cái thông tin gì nó quá tiêu cực. Thứ hai là chúng ta lại có những cái kỳ vọng tích cực, đặc biệt trong năm 2023 này ở đoạn cuối năm, như là đẩy mạnh đầu tư công hay là chúng ta có câu chuyện liên quan đến cái việc là tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng công tiền. Do đó thì tôi thiên về yếu tố kịch bản là thị trường sẽ có những điều tích cực ở cuối năm. Tất nhiên cái mức tăng thì tôi nghĩ rằng là có thể không đạt được 1.150 điểm, nhưng mà về xu hướng là tôi nghĩ là theo kịch bản 3 là nhiều hơn. Vâng. Vậy còn anh Phục thì sao? Chúng ta cùng nhau dự đoán một chút về kết quả của VN Index giai đoạn cuối năm 2023. Anh đồng tình với cái quan điểm nào? Thực ra là về câu chuyện dự báo thì tôi, nếu mà dự báo index thì tôi cũng chia sẻ nó cũng là điểm yếu của tôi. Nếu mà tôi có dự báo thì cái độ chính xác nó không cao đâu. Thế thành ra là cũng chỉ chia sẻ rằng là với cái giai đoạn này từ nay đến cuối năm thì cá nhân tôi cho rằng là một những cái cơ hội tốt để tích lũy cổ phiếu những cái giai đoạn điều chỉnh. Thì sắc rất cao là đến cuối năm nay thì thị trường nó sẽ tích cực hơn so với cái giai đoạn này. Còn để ở vùng bao nhiêu điểm thì thực sự là rất là khó đoán. Nhưng tôi kỳ vọng rằng nếu mà, được rồi, nếu mà đưa ra dự báo cá nhân chẳng hạn thì tôi cũng thiên về cái kịch bản thứ ba hơn, tức là thị trường chứng khoán chúng ta sẽ có thể sideways thêm một thời gian nữa thì trước khi mà đón nhận những cái thông tin tích cực phản ánh vào, từ đó có thể giúp VN Index của chúng ta tích cực hơn. Và trên thực tế là không ai đoán định được thị trường đúng không ạ? Nên thị trường trong ngắn hạn là một cái điều rất là khó, mà kể cả những cái chuyên gia rất là dày dặn như là anh Phục và anh Chiến của chúng ta thì cũng đưa ra những cái kịch bản thôi. Và đây chỉ là những cái thông tin tham khảo thôi, bởi vì trên thực tế là thị trường không bao giờ hành động đúng chính xác như những gì chúng ta dự đoán cả. Và thưa quý vị, trước khi đến với những diễn biến tiếp theo của thị trường, chúng tôi xin điểm qua một số tin tức kinh tế đáng chú ý diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay. Báo cáo từ Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam công bố mới đây cho thấy doanh thu và lợi nhuận của các công ty bất động sản niêm yết trong 9 tháng đầu năm 2023 giảm đáng kể, lần lượt là 38% và 81% so với cùng kỳ năm trước, xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua. Điều này cho thấy tâm lý người mua nhà vẫn còn yếu trong bối cảnh kinh tế suy thoái và sự phục hồi của thị trường bất động sản chưa chắc chắn. Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam cho rằng sự cải thiện nhẹ gần đây về doanh số bán căn hộ trong quý 3 năm 2023 là chưa đủ để báo hiệu sự phục hồi rõ nét của tâm lý thị trường. Theo đó, đơn vị này kỳ vọng việc sửa đổi luật đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản sắp tới sẽ thúc đẩy sự cải thiện trong phê duyệt dự án và nguồn cung mới từ giữa năm 2024 trở đi. Việt Nam được đánh giá có trữ lượng đất hiếm đứng thứ 2 thế giới sau Trung Quốc, nhưng đến nay các mỏ nguyên liệu đất hiếm của Việt Nam hầu như vẫn còn nguyên. Nhiều chuyên gia kinh tế khẳng định, một khi khai thác thành công nguồn đất hiếm, Việt Nam có tiềm năng tạo doanh thu 2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Bởi lẽ hiện nay, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia phương Tây đang tìm kiếm giải pháp để hạn chế sử dụng sự phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm từ một số nước. Điều này mở ra cơ hội cho Việt Nam với trữ lượng đất hiếm lớn để trở thành một phần quan trọng của chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu. Theo thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, hết tháng 10, kim ngạch thương mại Việt Nam-Nhật Bản đạt gần 37 tỷ đô la Mỹ. Với kết quả này, Nhật Bản tiếp tục duy trì là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam, trong đó dẫn đầu là dệt may với hơn 3,3 tỷ đô la Mỹ, tăng nhẹ khoảng 18 triệu đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái. Phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 2,42 tỷ đô la Mỹ là nhóm đứng thứ hai. Đây là nhóm hàng chủ lực có tăng trưởng cao gần 18%. Như vậy, hết tháng 10, Việt Nam xuất siêu gần 1,5 tỷ đô la Mỹ sang Nhật Bản. Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 10 năm 2023, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 9.612 chiếc, tăng gần 30% so với tháng trước. Số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh với 4.387 chiếc, tăng 51,6% so với tháng trước, chiếm tỷ trọng tới 53% trong tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam. Xếp thứ hai là nhập khẩu qua khu vực thành phố Hải Phòng với 3.571 chiếc, chiếm tỷ trọng 43%. Vâng, và những thông tin kinh tế đáng chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay thì không thể không bỏ qua thông tin về nhóm bất động sản, đúng không ạ? Theo tổ chức xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam, VIS Rating,
thì các cái số lượng tổng nguồn tiền mặt của các doanh nghiệp bất động sản đã xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua, và cùng với đó chính là cái doanh số, doanh thu và lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm của nhóm ngành này thì cũng đã suy giảm đáng kể. Cụ thể là doanh thu đã giảm 38% và lợi nhuận đã giảm đến 81% so với cùng kỳ năm trước. Vâng, thưa anh Phục, anh có đánh giá như thế nào về nhóm ngành hiện bất động sản ở thời điểm hiện tại ạ? Vâng, điều này thì phản ánh rất rõ những cái khó khăn của các doanh nghiệp bất động sản trong hơn một năm qua. Khó khăn của doanh nghiệp bất động sản chúng ta có thể kể đến, thứ nhất là về cái đầu vào, tức là việc cái huy động vốn, vay vốn thì của các cái công ty bất động sản thậm chí rất là khó khăn trong những giai đoạn vừa qua, thậm chí không vay được, tức là đầu vào họ bị thiếu. Rồi tiếp theo là cái đầu vào từ cái hoạt động kinh doanh, tức là bán bất động sản để thu tiền chẳng hạn, thì trong một năm qua thì cũng cực kỳ chậm lắm, và về cơ bản là những cái nhà phát triển bất động sản thì bán cũng không được nhiều và thu tiền thì cũng không được làm bao nhiêu cả. Chúng ta có thể thấy là các cái dự án mới mở để bán thì rất là hiếm, chủ yếu là liên quan đến các cái dự án ở khu đô thị của Vingroup, thì trong đó gồm có Vingroup rồi Masterise vân vân thì mới có được cái nguồn thu, nhưng mà cũng thấp hơn so với giai đoạn năm 2021-2020 rất là nhiều. Bên cạnh đó thì cái đầu ra của tiền, tức là cái đầu ra đầu tư vào các cái dự án hiện nay của họ thì họ cũng phải bơm vào các cái dự án đó, rồi là họ lại còn phải là trả nợ các cái trái phiếu quá hạn hay là các cái trái phiếu đến hạn, thậm chí phải mua lại rất nhiều các cái trái phiếu trước hạn trong cái giai đoạn vừa qua. Từ đó dẫn đến là cái tiền mặt của các cái công ty bất động sản giảm rất sâu, là một cái điều cũng rất hợp lý. Nhưng đồng thời với đó thì chúng tôi cũng nhìn thấy ở trên bảng cân đối kế toán của các cái công ty bất động sản thì AZFIN có thống kê, đó là cái tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của các cái doanh nghiệp bất động sản cũng giảm xuống mức khá thấp. Về cơ bản là cũng có một phần các cái doanh nghiệp bất động sản là có cái tỷ lệ nợ là hiện nay là về mức rất an toàn rồi, tức là họ đã tạo đáy rồi, đó thì cái dấu hiệu là tiền mặt cạn kiệt này cũng một phần cho thấy là phản ánh khó khăn này. Mặt thứ hai cho thấy là về cơ bản là những cái gì là khó khăn, những cái gì đó là phức tạp nhất của họ thì cũng đã và đang trải qua. Còn cái trong cái giai đoạn này cũng là một cái giai đoạn quyết định, tức là những cái doanh nghiệp nào có thể vượt qua giai đoạn này thì sẽ có thể tồn tại và phát triển. Ngược lại, giai đoạn này vẫn còn một nhóm các công ty bất động sản thì nếu không vượt qua được thì sẽ bị loại bỏ rất là nhanh chóng, chỉ trong vòng gọi là 6 tháng hoặc 1 năm tới mà thôi. Vâng, và trên thực tế là nếu mà chúng ta loại bỏ ra VIX và Vinhome thì cái bức tranh của dòng tiền cũng như là kết quả kinh doanh của nhóm bất động sản thậm chí là còn có cái phần tiêu cực hơn rất nhiều, đúng không ạ? Vâng, và đó cũng là thực trạng của nhóm ngành bất động sản ở thời điểm hiện tại. Đấy cũng là lý do mà vì sao những khi mà có những cái sự biến chuyển về thị trường chung thì nhóm bất động sản cũng là một trong những cái nhóm mà chịu ảnh hưởng tiêu cực nhất. Tuy nhiên là khi mà chúng ta nhìn những cái nhóm ngành lớn mà có những cái động thái mà về đáy thì đấy cũng sẽ là một trong những cái cơ hội để chúng ta có thể nắm bắt trong tương lai, đúng không ạ? Vâng, và ở đây thì chúng ta có một cái thông tin kinh tế tiếp theo, đó chính là Việt Nam đã xuất siêu gần 1,5 tỷ đô la Mỹ sang Nhật Bản tính đến hết tháng 10, và kim ngạch thương mại Việt Nam Nhật Bản thì đã đạt được gần 37 tỷ đô la Mỹ. Thì phải chăng cùng với cả cái việc chúng ta cũng vừa nâng cấp mối quan hệ lên chiến lược toàn diện, đúng không ạ, theo với Nhật Bản, thì anh Chiến, anh có đánh giá gì về cái tiềm năng của chúng ta đối với các nhóm ngành khi mà chúng ta gia tăng cái mối quan hệ hợp tác với Nhật Bản? Vâng, Nhật Bản là một trong những quốc gia phát triển hàng đầu trên thế giới, và chúng ta có một cái kim ngạch thương mại đối với Nhật Bản cũng khá cao. Hiện tại thì kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản đâu đó khoảng độ là 37 tỷ USD, chiếm khoảng độ 6,6% cái tổng kim ngạch toàn thị trường. Và nếu mà chúng ta nâng thêm đối tác chiến lược thì dự kiến là có thể là cái lượng cái thị phần ta cái tổng cái lượng kim ngạch sẽ gia tăng lên khá là mạnh. Và trong 10 tháng đầu năm thì chúng ta thấy rằng là chúng ta xuất siêu sang Nhật Bản là 1,5 tỷ USD. Trong đó thì cái ngành mà tăng trưởng mạnh nhất là ngành liên quan đến xuất khẩu, liên quan đến phụ tùng và phương tiện vận tải. Thì đây là ngành mà có cái tăng trưởng khá là mạnh, khoảng độ 18%. Thì đây là yếu tố mà giúp cho một trong yếu tố mà khiến cho Việt Nam xuất siêu sang Nhật Bản khá là mạnh. Thì khi mà chúng ta nâng đối tác chiến lược với Nhật Bản thì tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện kỳ vọng ta khá tốt, đặc biệt là những cái sản phẩm mang tính chủ lực của Việt Nam, ví dụ như là liên quan đến thủy sản hay ngành dệt may. Thì đây là những cái ngành mà được coi là chủ lực của những cái doanh nghiệp nội địa của Việt Nam, và đặc biệt là thị trường Nhật Bản là một thị trường rất khó tính về cái lĩnh vực liên quan đến hàng may mặc hay là liên quan đến hàng thực phẩm. Và giá trị, để chúng ta để ý là giá trị hoặc là cái mức độ biên lợi gộp của các doanh nghiệp mà xuất khẩu liên quan đến thủy sản mà sang bên Nhật Bản ấy, thì bao giờ cũng có sự vượt trội và cao hơn. Ví dụ như tôm của MSC khi mà xuất khẩu sang thì Nhật Bản ấy, bao giờ cũng có cái giá cao hơn khá nhiều so với các quốc gia khác. Do đó thì nếu mà chúng ta nâng lên đối tác chiến lược thì tôi nghĩ cái câu chuyện là chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng. Tuy nhiên từ cái câu chuyện kỳ vọng sang thực tế thì nó sẽ là một khoảng thời gian tương đối dài. Vâng. Vậy thì chúng ta tiếp tục nói về ngành tôm đi, tôm và thủy sản. Khi mà hai chủ tịch của hai công ty xuất khẩu tôm lớn nhất của
của chúng ta, đó chính là Sauta, FMC và Minh Phú, đúng không ạ? Vâng. Thì cũng có những cái chia sẻ, đó chính là họ các doanh nghiệp này rất kỳ vọng vào cuối năm nay với một cái lượng cầu phục hồi từ các cái quốc gia lớn trên thế giới, như là anh Chiến vừa chia sẻ đó là Nhật Bản này, rồi ở phương Tây thì chúng ta có là Mỹ và các quốc gia châu Âu, khi mà lạm phát của họ cũng đã giảm rất là tốt. Mặt khác thì cái nguồn cung, tức là cái nguồn cung về giống tôm cũng như các loại tôm thành phẩm thì cũng đang thu hẹp, thì có thể liệu chăng chúng ta có thể kỳ vọng và chờ đợi được vào nhóm tôm trong tương lai? Tiếp tục thì tôi xin hỏi anh Chiến ạ. Thực tế thì nếu mà để nhóm tôm thì hiện tại cái giá trị xuất khẩu nhiều nhất vẫn là sang cùng Mỹ và châu Âu. Vâng. Do cái tôm sang Nhật Bản thì cho nên điều là tôm sang Nhật Bản thì có đặc điểm một chút là cái tôm sang Nhật Bản ở Việt Nam thì hiện tại cái thị phần lớn nhất vẫn là thuộc về FMC. Cái tôm sang Nhật Bản thì cái đặc điểm là cái tôm này đã qua sơ chế rồi. Đấy. Còn tôm mà sang bên thị trường châu Âu hay Mỹ thì thông thường là tôm mình gọi là cái tôm thô một chút, chưa qua chế biến sâu gì cả. Và nếu mà tôi kỳ vọng về câu chuyện là thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng vào ở thời điểm cuối năm, thì thông thường cái mức độ tiêu thụ, đặc biệt là ở thời điểm gần Noel hạn thế, thì cái mức sức cầu sẽ tăng lên. Tuy nhiên tôi đang nhìn thấy cái câu chuyện về là có cái sự cải thiện, ít nhất là cái mức độ giảm. Cái nguồn giảm xuất khẩu thì đã dừng rồi, tức là có dự hồi phục lại liên quan đến cái câu chuyện sản lượng. Tuy nhiên là cái câu chuyện thứ hai quan trọng hơn, tôi nhìn cái giá bán tôm thì hiện tại thì vẫn chưa có sự cải thiện. Do đó thì khi mà để ý về cái câu chuyện này thì tôi để ý hai câu chuyện chính, một là cái sản lượng, hai là cái giá. Thì tôi quan tâm nhiều hơn là cái giá, tại vì thông thường cái giá bán nó sẽ tác động nhiều hơn đến giá cổ phiếu. Và hiện tại tôi đang thấy là cái giá bán thì vẫn đang có dự đi ngang và tạo đáy, chưa có dự phục hồi. Cho nên là đối với ngành thủy sản, ngành tôm ấy, thì tôi nghĩ trong ngắn hạn thì chưa hẳn là câu chuyện nó quá tích cực lắm. Tuy nhiên là về mặt dài hạn thì tôi nghĩ rằng là với những cái doanh nghiệp mà đang mở rộng tăng trưởng, đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà tham gia sâu vào cái chuỗi liên quan đến sản xuất thực phẩm như FMC, thì tôi nghĩ rằng là sẽ là một cái câu chuyện khá tích cực về mặt dài hạn. Vâng, tôi cũng xin phép bổ sung cùng với cả anh Chiến một chút, đó chính là cái việc mà biên lợi nhuận gộp cũng rất là quan trọng đối với cả các doanh nghiệp ngành tôm, khi mà tôm của chúng ta đang là tôm sơ chế là nhiều, đúng không ạ? Tôm lạnh và tôm sơ chế. Tuy nhiên là ví dụ như là những cái doanh nghiệp đầu như Sauta hoặc là Minh Phú, thì hiện tại là cái cơ cấu của họ đang chuyển ra việc cái tôm thành phẩm và tôm chất lượng cao đang rất là nhiều, và biên lợi nhuận gộp của họ cũng vì thế mà đi lên trong cái khoảng thời gian gần đây. Và chính cũng là như vậy nên là chúng ta cũng sẽ chờ đợi, đúng không ạ, trong tương lai để mà chúng ta có thể kỳ vọng hơn vào các cái nhóm ngành, ví dụ như là xuất khẩu tôm, cá hoặc là các cái nhóm ngành liên quan. Vâng, vâng, thưa quý vị, đó là những cái thông tin kinh tế trong đáng chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn ngay sau đây sẽ là những cập nhật mới nhất của chúng tôi về thị trường chứng khoán châu Á Thái Bình Dương. Thị trường chứng khoán châu Á Thái Bình Dương có diễn biến trái chiều trong những giờ đầu phiên giao dịch ngày hôm nay, một ngày sau khi khu vực chứng kiến tất cả các chỉ số chính đều đóng cửa trong vùng tiêu cực. Theo dữ liệu chính thức vừa được chính phủ Australia công bố trong sáng nay, doanh số bán lẻ của nước này đã giảm trong tháng 10. Các số liệu cho thấy doanh số bán lẻ hạ 0,2% trong tháng trước, sau mức tăng 0,9% của tháng 9. Tuy nhiên, thông tin này không gây áp lực lên thị trường Australia. Tính đến 10 giờ 30 phút sáng nay, chỉ số S&P ASX 200 tăng 0,46% trước khi số liệu lạm phát tháng 10 được công bố vào thứ Tư. Số liệu này có thể ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Australia trong cuộc họp sắp tới. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc cũng cộng thêm 0,68%, trong khi Shanghai của Trung Quốc đại lục hầu như chỉ đi ngang trong vùng tích cực với mức tăng 0,07%. Với diễn biến kém khả quan hơn, thị trường Nhật Bản trượt dốc với chỉ số Nikkei 225 giảm 0,23%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông cũng để mất 0,63%, kéo dài mức giảm của phiên trước đó. Vâng, chúng ta cùng nhau quay trở lại với cả những diễn biến của thị trường trong buổi sáng ngày hôm nay. Cập nhật một chút là ở thời điểm hiện tại thì vẫn tiếp tục đa giảm điểm, nhưng mà cái mức giảm điểm ở thời điểm hiện tại cũng đã mạnh hơn rất nhiều rồi. VN Index dừng chân ở 1078,10 điểm, giảm 9,96 điểm, tương ứng với cả gần 1% rồi. Biên động càng ngày càng di chuyển theo hướng tiêu cực hơn, tức là sắc đỏ đang chiếm nhiều hơn. Vâng, về thanh khoản chúng ta cũng đang nhìn thấy là cái sự tăng trưởng rất là mạnh mẽ so với cả phiên giao dịch ngày hôm qua. Đây là những cái tín hiệu khá là tiêu cực, đúng không ạ? Vâng, và cùng với cả cái khoảng thời gian này thì cũng có rất là nhiều những cái vị khán giả đang đặt câu hỏi tiếp tục cho chúng tôi về chương trình, và tôi sẽ xin phép là tiếp tục được chuyển những cái câu hỏi này cho hai vị chuyên gia của chúng ta. Đầu tiên đó là có vẻ như là một fan hâm mộ của anh Phục ạ, khi anh Quyền Đức anh có hỏi rất là nhiều lần, đó chính là Gelex đánh giá sao anh Phục ơi, rất là mong chờ anh Phục để trả lời câu hỏi này. Vâng, thì cổ phiếu Gelex là một trong những cái doanh nghiệp mà đa ngành đa lĩnh vực ở Việt Nam. Vâng. Thì đầu tiên là về lợi thế cạnh tranh thì Gelex thì cũng sở hữu khá nhiều các cái thương hiệu nổi tiếng về trong cái lĩnh vực thiết bị điện, cáp điện, ví dụ như KDV chẳng hạn. Vâng. Thì cái kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ấy thì cũng mang lại cho Gelex khá là tốt. Bên cạnh đó thì Gelex cũng mở rộng cái lĩnh vực đầu tư, đó là chủ yếu là đầu tư tài chính sang rất là nhiều các cái mảng khác. Thì những cái mảng đầu tư kia thì hiện nay thì về cơ bản là chưa mang lại quá nhiều cái hiệu quả cho cái công ty này.
trong khi cái tỷ lệ nợ vay của GEC cũng gọi là cũng tương đối cao một chút, với lãi suất thì cũng tương đối cao. Từ đó thì cho thấy là doanh nghiệp này thì cũng có những cái lợi thế nhất định, tuy nhiên là cũng có những cái rủi ro. Về cái phần định giá chẳng hạn, thì nếu mà chúng tôi thì cũng có ngồi mổ xẻ định giá GEC theo cái định giá gọi là giá trị tài sản ròng từng khoản đầu tư, thì cho thấy là về cơ bản là GEC thì cũng xứng đáng trong khoảng từ 20 đến 30 ngàn đồng. Vậy. Tuy nhiên thì nếu là một cái nhà đầu tư, câu chuyện GEC đây thì chỉ phù hợp với những nhà đầu tư phải rất hiểu biết về công ty ấy. Và về cơ bản GEC thì cũng có cơ bản, nhưng mà lại cũng có cái tính chất gọi là dòng tiền đầu cơ cũng khá mạnh. Thì do đó phù hợp với những nhà đầu tư hiểu về GEC và đầu tư với cái góc độ là lướt sóng là chính. Còn đối với những nhà đầu tư mà yêu cầu có một cái dòng tiền chắc chắn, tức là dòng cổ tức chẳng hạn, cao, bền vững trong dài hạn, thì GEC lại chưa thực sự phù hợp. Thì tôi nhớ rằng là cách đây khoảng độ đâu 6, cũng phải khoảng 6 đến 9 tháng ấy, thì cũng có một khán giả hỏi về GEC. Thì lúc ý gái GEC khoảng độ 12 thì chúng tôi cũng đánh giá là khá là rẻ, cơ hội nhiều hơn so với rủi ro. Còn ở hiện nay thì chúng tôi đánh giá là 50-50, cơ hội với rủi ro thì là ngang nhau. Như vậy là chúng ta cũng không nên mở mới mua với cổ phiếu này đúng không ạ? Rất là kén nhà đầu tư đấy, tức là phải rất hiểu về doanh nghiệp này và phải nhanh nhạy trong việc đầu cơ thì mới lên tham gia. Ngoài ra GEC còn đầu tư cả vào bất động sản, khu công nghiệp đúng không ạ? Các thể loại luôn. Và chúng ta nhìn thấy là bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì dòng tiền từ hoạt động đầu tư luôn luôn âm, quý nào cũng âm hơn 2.000 tỷ, thì nó khiến cho cả cái cấu trúc tài sản, cái hệ số nợ của GEC nó cũng rất là khó khăn, gây áp lực đến cho GEC. Chúng ta nhìn vào cái câu chuyện về mức giá đầu từ như anh Phúc chia sẻ là từ giá từ 12 và cũng đã tăng rất là mạnh mẽ lên 26 đúng không ạ? Và sau đó thì lại giảm và đến bây giờ thì hồi phục lại là 21, thì cái biến độ cũng là khá là mạnh. Vâng đúng không ạ? Câu chuyện về tăng giảm giá của cổ phiếu GLX của anh Tuấn là không mượt chút nào đúng không ạ? Và tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu hỏi tiếp theo, đó chính là câu hỏi của anh chị tên là Bình An ạ. HPG có giữ được không ạ? Vâng, một câu hỏi mà chúng ta cũng đã chia sẻ về HPG trước đây rồi đúng không ạ? Thì chúng ta có thể nói về, bây giờ chúng ta nói về mức giá được không thưa anh Chiến? Quan điểm của tôi thì đối với HPG thì rõ ràng đây là một cổ phiếu mà trong ngắn hạn thì sẽ mang tính chu kỳ liên quan đến câu chuyện là giá thép, còn trong dài hạn thì là một cổ phiếu mà liên quan đến cái câu chuyện đó là tăng trưởng, liên quan đến mở rộng nhà máy cũng như là họ có thể mở rộng được thị phần của mình. Thì hiện tại thì tôi nghĩ rằng là với cái đối với HPG thì tôi nghĩ là hoàn toàn có thể nắm giữ được, vì đây thực tế là đang ở trong một cái đoạn là vùng đáy của HPG. Đấy là mang tính dài hạn một chút. Thì rõ ràng cái mức giá này nếu như mà bạn đầu tư mà theo góc nhìn là mang tính dài hạn một chút, theo câu chuyện tăng trưởng theo chu kỳ của doanh nghiệp ấy, thì tôi nghĩ ở hiện tại bạn có thể là giữ được. Còn đương nhiên là nếu mà các bạn trading thì sẽ phụ thuộc khá nhiều vào thị trường. Và hiện tại thì tôi vẫn nghĩ rằng là ở hiện tại thị trường đang trong một dạng là điều chỉnh và sideways. Thì ở hiện tại thì tôi nghĩ vẫn có thể nắm giữ được và thậm chí có thể gia tăng khi mà cổ phiếu có sự điều chỉnh. Vâng, vậy thì về mức giá nào thì chúng ta nên gia tăng? Tôi nghĩ về vùng giá khoảng độ 25. Đấy là vùng giá mà quanh quanh đồng mã 20 tôi nghĩ, và cũng là thời điểm mà nó giao cắt cũng khá nhiều đồng A, thì tôi nghĩ ở vùng đó chúng ta có thể là mua được. Vâng, đây cũng là một cái câu hỏi mà rất là nhiều nhà đầu tư cũng liên tục quan tâm, bởi vì đây là một cổ phiếu quốc dân thưa anh. Rất là nhiều nhà đầu tư đã đặt câu hỏi cho chương trình. Vậy thì anh đánh giá thêm một chút điện và như thế nào về diễn biến của dòng tiền, khi mà chúng ta thấy là ở trong cái giai đoạn thị trường tăng nóng thì chúng ta cũng nhìn thấy là dòng tiền vào Hòa Phát cũng đã tăng rất là tốt. Sau đó thì giai đoạn điều chỉnh thì dòng tiền cũng có dấu hiệu yếu đi và tạo đáy. Gần đây thì hồi phục lại thì tiền lại vào, và sau đó thì điều chỉnh tiền lại ít đi. Thì như vậy có phải là một yếu tố tích cực để mà chúng ta đang nói là HPG vẫn đang ở trong giai đoạn tích lũy và nhiều người mua hơn nhiều người bán không nhỉ? Thứ nhất là chúng ta nhìn vào về mặt xu hướng tính từ đầu năm ấy, thì vẫn là một cái xuống đang trong đoạn là hồi phục đúng không? Và chúng ta cũng nhìn vào cái câu chuyện là giá thép trên thế giới thì bắt đầu có dấu tạo đáy rồi. Đó. Thứ hai là chúng ta nhìn vào cái sản lượng thì cũng có dấu gia tăng, một là đến từ câu chuyện trong nước, thứ hai là chúng ta đến từ xuất khẩu. Tức là bản chất là ngành thép hiện tại tôi đang thấy đang có những cái câu chuyện nền tảng hỗ trợ cho cái giá cổ phiếu. Do đó thì chúng ta cũng nhìn vào cái câu chuyện giá cổ phiếu đang có sự phục hồi khá tốt. Còn liên quan đến giá và lượng thì đương nhiên là khi mà cổ phiếu mà trong một sóng tăng thì bao giờ chúng ta cũng sẽ chứng kiến là khối lượng có sự gia tăng, và khi mà cổ phiếu có sự điều chỉnh thì chúng ta cũng chứng kiến rằng là khối lượng cũng sẽ có cái sự là điều chỉnh. Đó, cái quan trọng nhất là đối với cổ phiếu ấy, một là thị trường chung đang trong xu hướng nào, thứ hai là yếu tố liên quan cơ bản doanh nghiệp đang chọn tốt hay không. Về thị trường đó, thì tôi đánh giá hiện tại thị trường đang sideways, có thể là có chỉnh đâu đó một vài phiên, nhưng mà tôi nghĩ rằng là vẫn là một trong một cái giai đoạn là sideways, thì sau đó thì sẽ có cái sự tăng trở lại. Thì đấy là một điểm hỗ trợ. Điểm hỗ trợ thứ hai liên quan đến cơ bản doanh nghiệp thì tôi nghĩ HPG là một doanh nghiệp rất là tốt trong cái ngành thép, do đó thì chúng ta có thể đầu tư được. Thì từ hai điều từ đó thì tôi nghĩ rằng là tại những cái vùng giá điều chỉnh thì sẽ xuất hiện đối với cổ phiếu ngành thép là chúng ta nên mua vào. Vâng, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiếp tục những cái câu hỏi. Chúng ta đang có là câu hỏi của vị khán giả là anh Dev Vui Tính, thì hỏi anh đánh giá NVL đi anh
Chị Phương Habi cũng hỏi là NVL thì sao ạ? Vâng, khá là nhiều các nhà đầu tư có hỏi về cái cổ phiếu bất động sản này. Vâng, xin mời anh Phục ạ. Vâng, về cơ bản Novaland đầu tiên là về đây là một trong những cái doanh nghiệp sở hữu quỹ đất lớn nhất ở Việt Nam. Và đặc thù của Novaland thì cái quỹ đất cũng khá là đa dạng. Tuy nhiên thì cũng khá nhiều các cái quỹ đất đó là liên quan đến nghỉ dưỡng ở cái vùng các cái đô thị loại 2, loại 3. Thì vừa rồi thì Novaland là cái trọng tâm của việc ảnh hưởng khó khăn bởi cái việc trái phiếu, khủng hoảng trái phiếu. Và thực tế hiện nay thì Novaland thì cũng đã được khởi công và được mở bán lại một số cái khu mà trước đây bị tạm dừng. Tuy nhiên thì về cơ bản chúng tôi nhận thấy rằng là những cái dự án đó ông muốn hoạt động được thì cần phải các cái ngân hàng bơm vốn, và các ngân hàng vẫn tiếp tục bơm vốn, nhưng mà cái dòng tiền về thì lại chuyển về các cái ngân hàng. Chứ còn Novaland về cơ bản thì họ cũng không thể tự quyết được 100% những cái dự án đó. Thế thành ra là tài sản thì vẫn còn, nhưng mà trách nhiệm, nợ vân vân của Novaland là rất lớn. Và cái Novaland muốn để đẩy hàng ra, tức là bán hàng ra ngoài, thì họ cũng đã phải giảm giá rất sâu ở rất nhiều cái dự án. Thậm chí có những dự án phải giảm giá khoảng 60% thì lô thì mới bán được ra. Thì qua những cái giai đoạn gọi là nhiều năm qua, cái nợ vay, cái lãi suất vân vân đã đội cái vốn lên cũng khá là cao. Từ đó khiến cho cái lợi nhuận của Novaland nếu mà trong tương lai có thoát khỏi được khó khăn thì cũng không còn quá lớn nữa rồi. Không còn quá lớn thì cái câu chuyện của Novaland hiện nay thì về cơ bản là thiên về những cái nhà đầu tư nhanh nhạy và có cái tính chất liên quan đến gọi là độc vị dòng tiền, cũng như là có cái khẩu vị rủi ro cao hơn thì mới nên tham gia. Còn những cái nhà đầu tư mang tính chất là thận trọng, cần có một cái sự chắc chắn cao cũng như kỳ vọng rằng doanh nghiệp có thể trả cổ tức trong cái thời gian trong tương lai, giúp có mình có được một dòng tiền ổn định, thì cổ phiếu Novaland thì chưa phù hợp với họ. Thì đấy là những cái nội dung tôi đánh giá về Novaland. Và có một điều mà không biết là có nhiều nhà đầu tư để ý hay không, khi mà cái thời điểm căng thẳng nhất là quý 4 năm 2022 thì Novaland dòng tiền âm 5.200 tỷ thưa anh. Và đến thời điểm quý 3 năm 2023 chúng ta đang chứng kiến một điều tương tự, dòng tiền CFO thậm chí còn âm đến 5.680 tỷ, chứng tỏ ra những cái câu chuyện về cấu trúc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Novaland vẫn là những cái câu chuyện mà chúng ta vẫn còn phải tiếp tục theo dõi và nhìn nhận, đúng như là những gì anh Phục đã chia sẻ. Vâng, vậy thì nhìn chung là cái kết luận của chúng ta thì cũng đã có về Novaland rồi. Chúng tôi sẽ xin phép cùng nhau chuyển đến những cái câu hỏi tiếp theo. Vâng, đó chính là anh Hiếu Trắng ạ, có hỏi là anh đánh giá về gas đi ạ. Vâng, vâng thưa anh Chiến, gas thì sao? Một cổ phiếu chúng ta thường gọi là đầu ra đúng không ạ, của dầu khí. Thì cổ phiếu gas nếu mà chúng ta để ý trong ngành dầu khí thì thuộc về nhóm hạ nguồn đó, thì đây là một cổ phiếu mà tôi nghĩ đánh giá cũng khá cao về tiềm năng tăng trưởng của họ, đặc biệt là những cái dự án khác dầu khí mới như Lobiomon thì gas cũng là một trong doanh nghiệp được hưởng lợi trực tiếp khá nhiều. Thứ hai là cái câu chuyện tăng trưởng dài hạn của họ liên quan đến mảng kinh doanh mới là khí LNG. Hiện tại thì gas thì sẽ là một nhà phân phối lớn cái mảng khí LNG này. Thì đây cũng là câu chuyện mang tính tăng trưởng dài hạn của cổ phiếu gas. Tuy nhiên chúng ta nhìn vào cái diễn biến giá của gas thì thường là biến động khá chậm và khá ít, và cái mức độ tăng trưởng giá của họ thì cũng không phải là quá mạnh. Một phần nguyên nhân quan trọng là đến từ cái câu chuyện mặc dù có tăng trưởng đấy, nhưng mà cái câu chuyện tăng trưởng này nó mang tính hơi dài và chưa phải là thời điểm break về mặt kế hoạch kinh doanh. Chúng ta cũng có cái trong năm 2022 là một năm được coi là cái lợi nhuận được coi là một trong những năm tăng trưởng cao bậc nhất của gas. Và tôi nghĩ rằng là trong năm 2024 này, khi mà giá khí trên thế giới có sự điều chỉnh lại, thì kết quả kinh doanh của gas trong năm 2023 thì khả năng là cũng sẽ không phải tích cực như năm 2022. Đó là lý do vì sao mà tính là gas vẫn đang duy trì trong một cái trạng thái là đi ngang, thậm chí là giảm. Tuy nhiên là chúng ta để ý rằng là cái phần giảm này nó vẫn đang trong một cái nền giá khá là cao, cho nên là cái câu chuyện của gas nó mang tính là hơi dài khá là nhiều. Cho nên đối với nhà đầu tư gas thì các bạn cần rất nhiều cái sự kiên nhẫn và các bạn phải chờ đợi một cái chu kỳ tăng trưởng. Mình tôi nghĩ là nó đâu đó khoảng độ là cuối năm 2024 sang năm 2025, khi mà mảng mới LNG đi hoạt động thì có thể là tạo ra một cái đột phá mới cho gas. Vâng, trên thực tế là xuất khẩu của LNG thì rõ ràng là không phải bàn cãi, khi mà chúng ta cũng đã chia sẻ rất với nhau rất là nhiều về nhóm ngành điện dầu khí đúng không thưa anh? Vâng, và như anh cũng có chia sẻ đó chính là vẫn đang ở giá gas thì có vận động nhưng vẫn đang ở một cái mức giá cao, thì chúng ta đang nhìn thấy là gas thì đang vận động từ mức giá là 75.000 cho đến mức đỉnh sideways xung quanh mức 95 đến 100.000 rất là nhiều lần. Và ở thời điểm hiện tại thì đang là đáy của cái vùng sideways đấy, chúng ta tính bắt đầu từ khoảng tháng 9 năm 2021 là 2 năm nay rồi, 3 năm nay rồi. Vâng. Vâng, vậy còn nhìn chung ra thì nhìn dài hạn ra nếu mà so sánh với cả các cái mức giá khác từ những năm 2020 Covid thì nó vẫn là ở một cái nền giá cao. Vậy thì ở thời điểm hiện tại chúng ta đã nên bắt đầu đầu tư để trừ đó những cái câu chuyện liên quan đến liquid natural gas đúng không ạ, là khí hóa lỏng chưa ạ? Đó, tôi nghĩ rằng ở hiện tại thì chúng ta nên quan sát dần phiếu gas. Còn nếu mà đầu tư mới thì đối với gas thì tôi nghĩ rằng là cái thời điểm hiện tại thì thường là cũng chưa phải thời điểm được coi là đẹp nhất. Tất nhiên là tùy vào cái góc độ đầu tư, cái kỳ vọng mang tính như thế nào. Còn nếu mà đầu tư mang tính hơi dạng một chút thì tôi nghĩ rằng là với gas ở hiện tại
và chúng ta hoàn toàn có thể mua mà theo kiểu tích lại tích sẵn cũng được. Còn để một câu chuyện break tăng trưởng thì tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn nên chờ đợi về cái câu chuyện là kết quả kinh doanh được phản ánh dựa trên báo cáo chính một cách nó rõ nét hơn. Thì khi đó thì tôi nghĩ rằng là đối với đa phần nhà đầu tư cá nhân nó sẽ phù hợp hơn. Còn mua bây giờ thì đối với GAT thì sẽ cần khá nhiều cái sự kiên nhẫn của nhà đầu tư. Và tất nhiên là đang ở vùng cân dưới thì với một cái triển vọng tăng trưởng tốt thì GAT tôi nghĩ rằng là đây là mức giá hoàn có thể là đầu tư được. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của anh Chiến. Vâng, tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cổ phiếu khác. Vâng, chị Huệ Thị Lã có hỏi là SAB. Vâng, cuối năm có mua có ổn không thưa chuyên gia? Sabeco ạ. Vâng, xin mời anh Phục ạ. Vâng, về Sabeco, đây là một cái cổ phiếu bia rượu giải khát lớn nhất nhì Việt Nam. Thì trước đây Sabeco thì có rất nhiều lợi thế mạnh và họ có thị phần số 1 Việt Nam. Tuy nhiên thì trong những năm gần đây thì về cơ bản Sabeco hay Habeco thì đang bị cạnh tranh rất khốc liệt bởi các cái hãng bia ngoại, và đặc biệt là trong cái xu hướng người tiêu dùng của Việt Nam ngày càng có cái thu nhập cao hơn, thế thành ra cái xu hướng người ta sử dụng các cái sản phẩm bia lại có cái tính chất cao cấp hơn, thương hiệu mạnh hơn, ví dụ như là của Heineken chẳng hạn, hay là của Budweiser, hay một số các cái hãng khác, đúng không? Thì đã ảnh hưởng rất nhiều đến Sabeco. Bên cạnh đó thì cái quy định về xử phạt vi phạm giao thông liên quan đến nồng độ cồn thì càng ngày càng chặt chẽ và mạnh mẽ hơn. Bởi vậy cho nên là cái tiêu thụ bia rượu nếu như cách đây khoảng độ 5 năm trước, đợt về trước thì hàng năm của Việt Nam tăng trưởng hàng chục phần trăm. Tuy nhiên gần đây thì cái dấu hiệu tăng trưởng gần như là không còn đáng kể nữa, thậm chí còn có những cái thời điểm còn suy giảm, trong khi là các cái hãng này cạnh tranh nhau ngày càng mạnh và khốc liệt hơn. Bởi vậy cho nên chúng tôi đánh giá rằng là GAT về cái triển vọng kinh doanh trong dài hạn là cũng rất khó khăn, chứ không hề dễ một chút nào cả. Sabeco. Đúng ạ. À quên, Sabeco rất là khó khăn. Do đó rằng là cái kết quả kinh doanh thì cũng không kỳ vọng tăng trưởng nhiều. Còn đầu tư Sabeco thì chủ yếu là nhận cổ tức thôi. Mà cái tỷ suất cổ tức trên về giá hiện nay thì cũng gọi là tương đương với gửi ngân hàng, tức là khoảng 5-6% so với giá. Nhưng mà mức đó thì chúng tôi cho rằng là có thể duy trì, nhưng mà khó có thể tăng trưởng tiếp trong tương lai. Bởi vậy cho nên là về mặt thuần cơ bản thì chúng tôi đánh giá giá này của GAT là về cơ bản đã phù hợp rồi. Vâng. Tuy nhiên thì còn cái câu chuyện tăng giá có hay không thì là có. Bởi vì về cơ bản là Sabeco hiện nay thì vẫn còn một phần vốn của nhà nước. Thì nếu mà nhà nước thoái vốn nốt cái phần đó chẳng hạn thì có thể là một cái cơ hội cho cái cổ phiếu Sabeco này có thể tăng giá. Nhưng cái câu chuyện đó thì chúng ta chưa dám chắc được và cũng không biết là bao giờ có thể diễn ra ở câu chuyện đó. Chính vì thế cho nên là chúng tôi đánh giá là trung lập với cái cổ phiếu Sabeco này. Vậy thì chúng ta chờ đợi câu chuyện SCIC thoái 36% này thôi, đúng không ạ? Câu hỏi tôi xin phép hỏi riêng thêm một chút về ngành bia, ngành đồ uống nói chung là anh Phục, anh có đánh giá như thế nào khi mà chúng ta đang có những cái đầu tàu của bia nội như là BHN, bia nội rồi Sabeco, thế nhưng mà cái cuộc cạnh tranh của ngoại vào cũng rất là khốc liệt. Ví dụ như AB InBev đã chính thức là đặt những cái mối quan hệ với các cái nhà phát triển ở Việt Nam để đưa ra những cái cạnh tranh thị phần cực kỳ cao, hoặc là đối thủ nhãn tiền của chúng ta đó là Heineken, đúng không ạ? Vâng, thì anh có nghĩ là bia Việt còn chỗ đứng trong tương lai đối với cả cái những cái sự cạnh tranh quá lớn đến từ nước ngoài đến như vậy không? Thực sự có thể nói rằng là cái việc là thị trường đồ uống ấy, thì nó liên quan đến thương hiệu rất lớn. Nếu mà chúng ta mua về nhà chúng ta uống chẳng hạn thì cái câu chuyện thương hiệu có thể là không cần quan trọng quá nhiều. Nhưng mà đa phần là chúng ta sử dụng bia rượu lại trong tiếp khách và trong đi các cái cuộc ăn nhậu rồi là tụ tập liên hoan, thì do đó họ cũng rất cần là có những cái thương hiệu ở đấy cũng quyết định rất là nhiều. Đó. Ví dụ như là người ta đi hát karaoke hay đi bar hay là đi các cái nhà hàng bây giờ chẳng hạn. Đó thì cái vấn đề đó thì quyết định rất nhiều, trong khi là bia Hà Nội và bia Sabeco về cơ bản thì chúng tôi thấy rằng là cái việc là họ đang dần bị tụt lùi cũng khá khá đấy. Vâng. Cũng khá khá, đặc biệt là bia Hà Nội thì rất là kém rồi, thậm chí còn có những cái thời điểm kết quả kinh doanh còn lỗ lớn cơ. Thế do đó rằng là về triển vọng tương lai trong dài hạn của những cái hãng bia nội là về cơ bản là chúng tôi đánh giá là rất khó khăn. Còn ở các cái thị trường tỉnh có cái quy mô nhỏ và cái quy mô kinh tế kém phát triển hơn thì có thể rằng là các cái hãng bia này vẫn có thể giữ được vị thế của mình. Tuy nhiên ở các cái thị trường lớn nhất như là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn thì là tương đối khó. Vâng. Tương đối khó. Cá nhân tôi vẫn thấy bia Hà Nội, bia hơi vẫn rất ngon thưa anh. Vâng, chúng ta cùng nhau sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Vâng, chị Kim Anh cũng có đặt rất là nhiều những cái câu hỏi cho chúng tôi, và trong đó thì có cái câu hỏi là MSN như thế nào anh? Thì câu hỏi về Masan, tiếp tục một cổ phiếu ngành bán lẻ, xin nhờ anh Chiến hỗ trợ. Nếu mà chúng ta để ý những cổ phiếu như Masan hay là Sabeco ấy, thì chúng ta để ý điều rằng là thường là đi khá là khó chịu và thường là không tăng quá mạnh đâu. Vậy. Cho nên với những cổ phiếu như Masan thì tôi nghĩ là đối với đa phần nhà đầu tư cá nhân ấy, thì không phù hợp cho lắm về mặt đầu tư. Và chúng ta có thể nhìn vào cái xu hướng giá dài hạn của Masan thì có thể coi là tôi nghĩ là không phải là quá ấn tượng, đúng không? Về cái câu chuyện là tăng giá. Cho nên là chúng ta
nếu mà ở độ đầu tư thì tôi không đánh giá cao Masan ở độ là đầu tư. Cho nên là đối với cổ phiếu Masan thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên đứng ngoài, hoặc là chúng ta không nên tham gia đầu tư cổ phiếu Masan. Tại vì lịch sử chứng minh một điều rằng là đối với Masan thì giá biến động khá khó chịu. Thứ hai là về câu chuyện tăng trưởng thì Masan là một doanh nghiệp tôi nghĩ rằng là khá phức tạp để các bạn nhìn ra kỳ tăng trưởng của cổ phiếu này. Thường là chúng ta thấy rằng đây là một tập đoàn khá lớn, nhưng mà cái câu chuyện tăng trưởng tôi nghĩ là cũng không quá sắc nét và rõ nét. Những cái mảng liên quan đến bán lẻ của họ thì thực tế hiện tại thì vẫn ở mức là hòa vốn thôi, cũng chưa phải là có sự đột phá nào. Và với một cổ phiếu lớn như vậy thì cái động lực tăng trưởng của họ đến từ cổ phiếu kinh doanh là tương đối khó. Cho nên là Masan thì tôi đi ra cái quan điểm của mình đó là chúng ta sẽ đứng ngoài là chính thôi, và không tham gia với những cổ phiếu kiểu Masan. Có vẻ như là cái thông tin liên quan đến bên Capital dẫn đầu quỹ ngoại rót hơn 200 triệu đô và Masan cũng vẫn chưa có những cái tín hiệu để có thể kéo được Masan đi lên. Tôi nghĩ là với Masan thì 200 triệu đô thì cũng không phải là quá lớn. Không quá lớn. Xu hướng thì vẫn là xu hướng giảm. Do vậy là kết luận của chuyên gia của chúng tôi là hiện tại chúng ta nên đứng ngoài cái cổ phiếu này. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều những cái câu hỏi của các vị khách mời đặt đến các vị khán giả đặt đến cho các chuyên gia khách mời của chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, sau hơn 2 giờ trực tiếp chương trình sàn chứng khoán Info ngày hôm nay với chủ đề kỳ vọng cuối năm, chúng tôi xin tóm tắt lại một số nội dung đáng chú ý trong buổi ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là thị trường cuối năm dự báo sẽ tích cực do yếu tố vĩ mô đang ổn định hơn. Nhà đầu tư nên đánh giá lại các cổ phiếu có khả năng tăng trưởng thực sự bằng nội lực và nền giá tăng chưa nhiều. Tăng trưởng cung tiền, kỳ vọng, đầu tư công và FDI là một số lực đẩy cho thị trường chứng khoán trong giai đoạn cuối năm. 6 nhóm ngành được đánh giá tích cực trong năm 2024 là công nghệ thông tin, bất động sản khu công nghiệp, dầu khí, xuất khẩu, thép và hóa chất. Cổ phiếu Blue Chip không phù hợp vào những giai đoạn dòng tiền không mạnh như hiện tại.